trời nắng, trời mưa không có quan trọng. Quan trọng là cái tâm mình an và chấp nhận. Khi mà mình chấp nhận được thì tự nhiên mọi việc nó an, thì chính nơi đó quốc độ mình an. Thưa đại chúng, không có quốc độ nào mà không có khó khăn, không có những thiên tai khủng bố. Giống như gia đình nào cũng có những cái biến cố xảy ra, và cũng như tất cả chúng ta ngồi đây, không có người nào mà không có một bề dày lịch sử. Mình hay nói nước tôi có một bề dày lịch sử. Bây giờ nghiệm lại, sống ở đây mình chưa tròn 100 năm mà hình như đời khổ của mình hơn 100 tuổi. Ngồi nói ngày, nói đêm, nói không hết. Hỏi bác có gì vui? Trời, đời tôi có gì vui? Muốn nghe khổ tôi kể cho nghe. Tôi bệnh gì cũng có, mà đặc biệt là bệnh than. Bệnh than mà tiếng Anh gọi là SARS. Rất là sợ. Nhưng mà hầu như ai cũng có một lò than hết. Quý vị nhìn Pháp Hòa thấy chắc có lẽ thầy an lạc lắm. Dạ, lạc thì có ăn, nhưng mà ăn lạc thôi. Mình là con người sống ở một cái đời sống mà luôn luôn có những cái điều khó khăn nó xảy đến với mình. Thì cái quan trọng mà chúng ta cần học, đó là chúng ta học cái cách quán. Chữ quán là gì? Nghĩa là chúng ta nhìn cho thấu, cho tận nguồn cơn của mọi sự việc, để chúng ta nhẹ lòng, để chúng ta lướt qua những khó khăn. Cuộc đời nó như những cơn sóng, nó nhồi lên, nhưng mà đâu có sóng nào đứng chỗ đâu, phải không? Vừa nhồi lên, nó đứng có lâu thì dài vài giây, rồi nó phải xuống cái bình lặng. Cũng như thế, có những lúc cuộc đời mình nó nhồi lên cái, nhưng mà mình như Đức Quan Âm vậy đó, đứng yên trên sóng, sạch trần ai, cam lồ chữa lành cơn khổ bệnh. Chữ cam lồ là gì? Là nước xương mà rất là ngọt. Bất cứ cái gì nó trong veo, nó nhẹ nhàng đều gọi là cam lồ hết. Thật sự cuộc sống có nhiều lúc á, cái việc nó rất là đơn giản, nó rất là nhẹ, nó rất là bình thường, mà chính cái bình thường đó nó lại là một cái gì đó rất là quan trọng và không thể thiếu. Mình thích uống nước trà, uống cà phê, uống khúc, uống bất cứ thứ nước gì, nhưng mà không nước gì bằng nước lọc. Mặc dù nước lọc rẻ tiền, nhưng mà trong cơ thể chúng ta phải có nước lọc nhiều hơn các nước khác, còn không là bệnh đó, phải không? Thành thử ra mỗi ngày chúng ta phải uống nước lọc. Sáng ngủ dậy uống nước lọc để nó detox, nó tiêu hóa những cái độc ở trong người mình. Mình đi tiểu, đi cầu dễ dàng buổi sáng. Trưa trước khi ăn uống nước một chút, hay là một ly, nửa tiếng trước khi ăn. Tối đi ngủ, trước khi ngủ uống nước ấm. Tại sao? Tại vì để cho máu huyết mình nó loãng, nó lưu thông, mình ngủ dễ. Nước ấm nó làm cho dịu thần kinh, ngủ dễ, đồng thời không phòng ngừa cái bệnh tai biến trong khi ngủ hoặc là buổi sáng mình ngồi dậy. Thì quý vị thấy nước lọc đơn giản ở đâu cũng có, dễ mua, mà bất cứ cơ thể nào cũng có thể tiếp nhận. Còn những nước khác khó, thí dụ như có nhiều người uống nước trà vô là bị gì? Mất ngủ, xót ruột. Có nhiều người uống cà phê vô tim đập. Có người uống Coca-Cola vô khang cổ, vân vân. Duy có nước lọc là bảo đảm nhất, không có gì trở ngại. Như vậy thì nước lọc đó chính là cuộc sống đơn giản và nhẹ nhàng. Và nhờ từ đâu mà chúng ta có được cái đó? Nhờ chúng ta nhận biết. Mà nhà Phật gọi là quán chiếu chứ gì đâu. Vì bây giờ mình chỉ hỏi là tại sao mình phải đặt cho mình một cái khoảng thời gian để mình tu tập? Tại sao cần phải tu? Đó là một câu hỏi cho mình. Vì mình nói tôi thấy tu rồi cũng chết, người không tu cũng chết, phải không?
Nhưng mà nhiều khi tu còn khổ hơn nữa. Chẳng hạn như trời nắng vậy nè, mặc áo tràng, đã thêm bộ đồ rồi mặc thêm cái áo tràng nữa. Như hồi nãy là quý thầy vô kia là phải bốn lớp, một cái y, rồi một cái áo hậu, rồi thêm bộ đồ bên trong, đúng không? Mà trời nắng mà mặc như vậy thì nó nóng. Nhưng mà cái đó chỉ là cái nhỏ. Cái mà chúng ta hỏi mình là bởi vì sao? Bởi vì cái tu chính là giúp cho mình ở trong cuộc sống này được nhẹ nhàng. Mình tu, không tu, sống giống nhau, vẫn ăn, vẫn thở, vẫn nói, vẫn cười, vẫn vô ra tiếp xúc. Nhưng mà người có tu nghĩa là có thấy biết. Mà có thấy biết thì sẽ thấy thấy cái gì nên làm, thấy cái gì nên nói, thấy cái gì nên không. Thì tự nhiên cũng ăn cũng nói, mà nói có mạch lạc, nói có chánh niệm, thì bản thân mình được nhẹ nhàng, gia đình mình hạnh phúc. Ví dụ bây giờ nè, nhà nào cũng có rác nhưng mà không biết dọn rác thì nhà đó làm sao? Hôi, dơ, thậm chí sinh vi trùng. Rồi như cũng là rác nhưng mà người thấy rác, biết rác liền hốt rác, và hốt rác xong rồi đổ rác. Nhưng mà cũng có nhiều người thấy rác, biết rác đi luôn, thì cũng cũng như vậy. Nhưng mà thấy rác, biết rác, nhưng mà để luôn thì lâu ngày nhà mình hôi dơ. Còn nếu như thấy rác, biết rác, hốt rác, đổ rác, và thậm chí còn lựa rác nữa. Lựa rác là sao? Lựa cái gì có thể biến hóa nó thành ra phân bón để sử dụng lại không phí tổn. Thí dụ như mình ở ngoài quê mình trồng rau cỏ, mình có một cái miếng đất trồng cây, đào một cái lỗ, vỏ cà rốt, vỏ khoai tây mình bào xong đem ra cái lỗ đó chôn lấp lại, mấy tháng sau suốt mùa hè hoặc là qua một mùa đông nó thành phân bón, cho nên nhà mình có phân bón xài, không phải đi mua. Như vậy thì rác cũng chưa chắc đã là cái xấu, nếu chúng ta biết thu nhận rác. Và cũng có những người rất giàu trở thành tỷ phú cũng nhờ đi lượm rác. Những người tu giỏi không có gì giỏi cả, chẳng qua là người đó biết nhận rác, biết chuyển hóa rác là gì? Là mỗi phiền não khi khởi lên dễ thôi. Chứ người hỏi trời ơi, tu sao giỏi quá, chỉ tôi tu. Thật ra ổng đâu có làm gì hơn đâu, ổng cũng ăn ngủ bình thường mà. Nhưng mà cái người tu nghĩa là người nhận biết cái phiền não của mình mỗi khi nó sinh khởi. Dù là một vị thầy tu mấy mươi năm nhưng không có nghĩa là thầy đó ngưng dọn rác. Bởi vì ngày nào còn là chúng sanh, ngày đó còn phiền não. Ngày nào còn giao tiếp, ngày đó còn phải thúc liễm sáu căn. Quý vị hiểu từ thúc liễm sáu căn? Thúc liễm nghĩa là mình phải tiết chế, điều phục. Sáu căn là mắt, tai, mũi, miệng, thân ý của mình. Ai cũng sử dụng sáu căn nhưng mà người biết sử dụng sáu căn đẹp đẽ. Ví dụ như giờ mình không ít thích cái người đó, mình cũng không cần hay quýt, bình thường thấy họ: con ơi con đừng làm này, chị ơi chị đừng làm kia, anh ơi anh đừng có như vậy. Nhưng bây giờ mình tức quá không thích nữa, nói sao? Tôi đâu thèm nói, tôi không thèm nói, nhưng mà giờ tôi thèm nhìn thấy đâu hay quýt đó. Người ta cũng có con mắt, người ta nhìn ta biết anh này chắc không ưa chị kia, chị kia không ưa nó. Sao biết? Chợ tôi nhìn mắt nó tôi biết liền. Nó đâu có nói gì đâu, anh không nói mà mắt anh nó nói. Nghĩa là thành thử ra sử cái sáu căn của mình cũng có sử dụng, nhưng mình biểu lộ phiền não một cách nào đó, biểu lộ phiền não một cách nào đó. Mà thưa đại chúng, cái gì nó xử mình? Cái bên trong này nè. Nó không ưa là nó xử con mắt liền, nó không ưa là nó xử cái miệng liền. Cái miệng nó, trong bụng nó không ưa là miệng phải nói, mà thậm chí nó còn bào chữa, nó phải tôi phải nói, đọa địa ngục tôi cũng chịu nữa. Và mình nói rất là anh hùng. Như vậy thì thưa đại chúng, có nhiều khi mình cũng sẽ thắc mắc tại sao phải tu, tu để làm gì? Thì đơn giản là
Tu là người thấy biết rác để lượm, để lựa. Ngày nào chúng ta cũng có rác hết á, ăn sáng là cũng có miếng rác rồi. Thí dụ như nó thôi sáng này ăn đơn giản nha, ăn bánh giò được rồi, ăn bánh giò xong cũng có miếng lá chuối vậy. Hồi sáng nay ăn đơn giản nha, ăn mì hủ tiếu được rồi, mì hủ tiếu cũng có mấy cái vỏ cũ mình lặt mình gọt vô đó. Ăn một trái ớt xong cũng còn có cái cui để cái đuôi ớt để bỏ. Thành thử ra thưa đại chúng là nghĩa là mỗi ngày nếu chúng ta chịu nhìn thì chúng ta sẽ thấy rằng rác nhỏ rác lớn đầy dãy. Thì chúng ta có quán chiếu một chút thì chúng ta sẽ thấy rằng mỗi ngày trong chúng ta buồn vui, giận ghét, thương yêu gì nó sinh khởi chút chút mỗi ngày. Cho nên tại sao quốc độ mình không an? Mà quốc độ mình bản thân không, mình không an thì cái gì nó không an theo? Những người xung quanh mình cũng không an theo. Tại vì một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ. Bây giờ mấy đứa nhỏ nó sửa, nó nói một con ngựa đau cả tàu nhậu chết bỏ. Rồi chúng là một người mà bất an thì xung quanh cũng bất an theo à. Cho nên á, mỗi người chúng ta phải có bổn phận. Vì mình ở trong đất nước đó, mình phải có bổn phận làm cho đất nước đó được an lạc. Ở đây Pháp Hòa muốn nói đến cái quốc độ thu gọn, đó là bản thân mình, gia đình mình. Và chỉ có sự tu tập mình mới làm cho quốc độ được yên thôi. Pháp Hòa ví dụ như á, thường thường á, ngày lễ là người ta theo chương trình thế gian là ăn nhậu. Hôm nay 1.000 người chúng ta quy tụ ở đây, chúng ta ăn chay suốt ngày. Và nếu giỏi nữa đó, cho dù chiều nay 4 giờ, 5 giờ tan hàng về nhà, chúng ta nếu có được thì nên giữ được cái mức độ ăn an lạc này, chứ không phải ăn nhậu này ha. An lạc này. Rồi nếu mà bạn bè mà có rủ mình đi chơi, mình lỡ mình có cái commitment là ô khóa tu 5 giờ là xong rồi, tối nay 7 giờ tôi ghé nhà anh. Thì mình có gầy sòng gầy rượu gì đi nữa đó thì tiết chế. Hoặc là mình so sánh là hôm nay ít nhất mình có 8-9 tiếng tu tập, cho là một lúc nào mình giảm được bao nhiêu là mình thấy quốc độ này an ổn. Bây giờ ví dụ 1.000 người hôm nay mà tu rốt ráo cho tới sáng mai đó, rồi xách giỏ đi làm đó ha, làm 1.000 chai bia đỡ à, một số con này con kia cũng đỡ. Mình nói ví dụ vậy đó. Cho nên mình thấy rằng á, tại sao trong các ngày lễ Phật giáo, đặc biệt các ngày lễ của Phật giáo, là Phật tử phải ăn chay, Phật tử tu tập chứ không có chuyện ăn chơi. Ăn chay không ăn chơi. Không? Nhưng mà thí dụ như mình tổ chức tiệc thì tổ chức tiệc chay, mình được quyền tổ chức và nên tổ chức. Đặc biệt là lễ Phật Đản, lễ Vu Lan, quý vị cứ tổ chức một buổi tiệc ở nhà, thay vì như là lễ Giáng sinh, lễ Thanksgiving mình tổ chức tiệc ở nhà, thì bây giờ tại sao Phật Đản Vu Lan mình không được tổ chức tiệc chay ở nhà? Điều đó nên cần và nên làm. Rồi chúng ta có thể mời bạn bè tới để ăn chay cái ngày đó. Hỏng chừng á, người hay người ta hay quên mấy cái ngày lễ đó, nhờ mình mời riết cái người ta nhớ. À, khoảng tháng 5 âm Tây lịch là lễ Phật Đản, khoảng tháng 8 là lễ Vu Lan, thì người ta cứ nhớ hai tháng đó. Đó là mình nói theo ngày Tây thì người ta nhớ cái thời gian đó. Cho nên á, thể mà một cái quốc độ nào nó có những cái biến cố thì tự nhiên quốc độ đó sẽ ra luật, sẽ ra một cái luật nào đó để làm gì? Để bảo hộ cho quốc độ đó được an toàn. Như chúng ta đây, có thể chúng ta thấy rằng nếu như mà thân tâm mình không được bồi dưỡng, không được tăng trưởng
thì nghĩa là sức khỏe giảm kém. Ví dụ như mình lúc này mình thấy sao tim mình hay mệt là mình phải đi bác sĩ để mình kiểm tra coi tim mạch mình như thế nào. Nói chung là mỗi người chúng ta, ai thấy mình không khỏe một cái bộ phận nào trong cơ thể hay là có những cái khác lạ thì chúng ta phải đi bác sĩ. Cũng như vậy, nếu chúng ta cảm thấy rằng thân tâm mình có cái gì bất thường hay là bất tường thì chúng ta cần phải đi tìm tới giáo pháp để chúng ta kiểm chứng, để chúng ta làm sao bồi dưỡng để tăng trưởng. Phật hay dùng chữ bồi dưỡng và tăng trưởng. Sức khỏe mà kém thì phải bồi dưỡng cái đó và tăng trưởng sự phòng hộ. Ví dụ như là mình bị mỡ cao thì chúng ta phải bồi dưỡng bằng cách là giảm thiểu những cái chất béo, và chúng ta phải tăng trưởng những cái chất nào đó ăn vào để giảm cái chất béo. Phật dạy trong kinh đó, người sống mà có quy luật thì sẽ điều tiết được, điều độ và tăng trưởng được sức khỏe. Có cái điều tiết là rất là cần. Ví dụ như là mình nóng quá, mình cầm quạt để điều tiết cái nóng ở trong mình. Quý vị biết là mùa hè đó, trời càng nóng thì chúng ta đừng mở cửa sổ. Thì theo cái quan niệm cái bình thường là nóng chừng nào phải mở cửa sổ, mà mình đâu có biết rằng mở chừng nào nó nóng chừng nấy. Tại sao? Tại vì cái hơi nóng bên ngoài nó hất vào. Trời nóng chừng nào đóng cửa sổ kín, cái nhiệt độ trong nhà đó nó không bị bên ngoài lấn áp, thì nó dù nó không có mát đi nữa thì nó không đến nỗi quá nóng. Có khi ở trong nhà mát hơn là vì cái nhiệt độ đó nó mát, nó không bị lan tỏa bên ngoài, và nhiệt độ nóng bên ngoài không lan vào bên trong. Đó là điều độ. Chúng ta cũng vậy. Trước khi đi ra đường, chúng ta hay nói ở ngoài đường trời có lạnh không, trời có nóng không, để làm gì? Để kiếm cái áo cho vừa chừng với thời tiết. Nếu mà trời quá nóng thì chúng ta mặc mỏng, thậm chí không cần mang áo lạnh. Thậm chí nếu hôm nào trời lạnh mà không quá lạnh thì chúng ta mặc cái áo thừa chừng. Đó, mình chỉ nói nhiêu đó thôi. Thì chúng thấy rằng tu hành cũng như vậy. Chúng ta phải điều tiết, điều độ và tiết chế. Chữ điều là điều độ mọi thứ và tiết chế cái gì không cần, để cho thân tâm mình được quân bình, gia đình mình được quân bình. Thí dụ như gia đình đó mà đi chơi, vợ chồng làm ra rồi cứ đi ăn nhà hàng suốt à, phải không? Thì sao? Thứ nhất là tốn tiền, thứ hai là dễ bệnh. Tại vì ở ngoài nấu thì làm sao bằng mình nấu, mà mình nấu mình còn tiết chế được bột ngọt hay là những hóa chất hay là những dầu mỡ. Ở bên ngoài ta muốn nấu cho ngon để cung ứng thì người ta phải xài đến rất nhiều gia vị. Còn mình ăn thì đôi khi giảm chút gia vị nhưng bảo đảm được sức khỏe của mình. Đứa con mà nó cứ đi bên ngoài, nó chơi bên ngoài mà nó không bao giờ nó về nhà, gia đình quanh năm không có một bữa ăn cơm chung, thì làm sao cái gia đình đó, quốc độ đó, thần dân đó, ông vua đó hiểu được dân tình. Cho nên cuối cùng rồi thì nhà ai nấy ở, cũng như là về tới nhà thì phòng ai nấy ở, laptop ai nấy coi, cell phone ai nấy giữ. Rốt cuộc rồi mình có cái quốc độ của riêng mình là cái gì? Cái iPhone. Bao nhiêu chuyện tin tức thế gian thế giới này mình tiếp xúc, mà những người trong nhà mình nhiều khi bệnh gần chết mình không biết. Tới hồi mà thấy bà xã bà bệnh, ủa bệnh dữ vậy hả? Nó đợi ông biết tôi sắp chết rồi. Đó là tại sao? Vì chúng ta không biết về nhau, chúng ta đâu có quan tâm với nhau. Thật ra cái quốc độ đó, mình có quốc độ mình, nhưng mình cũng phải dòm ngó những người xung quanh để chắc chắn rằng cái trung quốc độ này. Giống như mỗi gia đình, nếu mà trong một cái thành phố đó mà gia đình nào cũng đủ ăn đủ mặc thì nhất định sẽ giảm đi cái gì? Giảm đi cái vấn đề cướp bóc trộm cắp. Thì như vậy Đức Phật dạy á, là chúng ta phải sống có quy luật và điều độ. Quy luật là gì? Tức là chúng ta giữ những cái tinh thần luật lệ chung. Ví dụ như mọi cái chuyện mà đậu xe ẩu nè,
Mình là hay có cái bình chỗ nào trống cứ đậu, dù người ta để bảng không cho đậu cũng cứ đậu ra. Rồi cái thì có nhiều khi mình bước ra xe nó nói sao đậu đây, nó không sao đâu, đi chùa Phật độ. Đi chùa Phật độ ra cái thì cảnh sát cho mình một cái ticket khoảng vài trăm đô, này là Phật độ thiệt à. Thành thử ra khi chúng ta không giữ luật thì nhất định chúng ta phải có một cái gì đó chúng ta trả, và chúng ta thì người ta không cho mình chạy chạy overspeed à. Vì vậy cho nên sống ở đời thì chúng ta đối với luật pháp chúng ta phải tuân hành, đối với bản thân chúng ta thì chúng ta phải điều tiết, điều độ mọi thứ. Ngày hôm hôm kia thì có một vị đạo chúa đến chùa thăm và ăn cơm, thì đạo hữu đó, vị đó mới nhìn trên bảng của chùa, ở nhà ăn của chùa mới để cái bảng năm quán nguyện trong khi ăn. Thì trong đó có một câu là xin nguyện ăn uống như thế nào để nuôi dưỡng lòng từ bi, nuôi dưỡng cơ thể, ngăn ngừa tật bệnh và bảo hộ được môi sinh. Đó là lời nguyện thứ tư khi chúng ta quán tưởng trước khi ăn. Xin nguyện ăn như thế nào để nuôi dưỡng được lòng từ bi, nuôi dưỡng cơ thể. Ví dụ như chúng ta nói quên cái chuyện lòng từ bi, chúng ta nói là nuôi dưỡng cơ thể thôi, thì có thể chúng ta vì cơ thể cho nên chúng ta phải làm gì, ăn tới ốc khỉ để bổ ốc, uống tới máu rắn, máu chim, ví dụ vậy, gọi là bổ dưỡng cơ thể nhưng mà thiếu lòng từ bi. Cho nên cái câu đó là xin nguyện ăn như thế nào để nuôi dưỡng được lòng từ bi, nuôi dưỡng cơ thể, mà trong khi nuôi dưỡng cơ thể là phải nhớ một điều, chỉ vì một việc là ngăn ngừa tật bệnh, ăn để mà mình nuôi sống, mà ngăn ngừa tật bệnh và bảo hộ được môi sinh. Cho nên cái câu đó Hòa thích là gì, chính cái câu đó nuôi dưỡng từ thân tâm cho đến những cái gì chúng ta sử dụng hàng ngày, vật dụng hàng ngày. Pháp Hòa rất là ít thích xài, rất là không thích xài cái ly nhựa styrofoam, tại vì mình biết là cái đó nó rất là tiêu hóa, nó rất là khó, và nếu như mình sử dụng nhiều chừng nào á thì cái môi sinh của mình càng ô nhiễm chừng này. Vậy nói gì không có phải là mình không xài, nhưng mà mình giảm tiết cái gì không cần thiết chúng ta không xài. Ví dụ như mình đi tới chỗ công cộng, mình uống một ly nước, người ta phát mình mỗi một cái ly, thì mình có thể viết cái tên mình lên cái ly đó, mình để đâu đó để ngày hôm đó mình ở đó mình có thể sử dụng cái ly đó. Quý vị cứ tưởng tượng ngày hôm nay 1.000 người, mình uống 1.000 ly nước xong mình vất, 5 phút sau mình kiếm ly nữa, thì 1.000 người của chúng ta ngồi đây từ sáng 9 giờ, 8 giờ cho tới 5 giờ chiều thì bao nhiêu ngàn cái ly chúng ta sử dụng. Đó là mới nói cái ly thôi, chưa nói tới dĩa ăn cơm. Không? Thành thử ra mình phải ăn uống bảo hộ được môi sinh rồi, bảo hộ được bản thân mình rồi, nhưng mà trong đó mình có bảo hộ môi sinh nữa. Cái gì không cần thiết thì chúng ta giảm tiếp để bảo tồn được cái môi trường sống của chúng ta. Ở trong nhà mình cũng vậy. Có nhiều khi mình lấy rác ở trong phòng mình ra để ngoài sân, xin lỗi, để trong cái phòng khách, để trong nhà bếp. Mình nghĩ xong rồi đó, miễn rác ra khỏi phòng tôi sạch sẽ được rồi. Nhưng mà mình quên, tự trong phòng mình thoát được cái môi sinh trong phòng mình, nhưng mà bù lại mình cho cả cái nhà của mình ngửi cái ô nhiễm cái rác đó. Ví dụ vậy. Ở bên Thái Lan á, người ta không có cho mình mang măng cụt và sầu riêng đi vào trong trong khách sạn. Và người ta giải thích là bởi vì sầu riêng và măng cụt á, nó phối hợp với cái máy lạnh ở trong cái phòng đó, nó tạo nên một cái khí độc.
Pháp Hòa mới nói á, sở dĩ sầu riêng không cho đem vô á, là tại vì cái mùi của nó giống như là cái mùi gas mà bị xì đó. Gas nó lít á, ai ngửi không quen là khó chịu lắm. Còn cái vỏ măng cụt mà cái màu nó mà lỡ một khi mà nó dính lên cái ra giường màu trắng của khách sạn rồi á, thì rất là khó giặt. Mà bây giờ mình nói sơ sơ vậy, nói đừng đem vô hôi khó giặt á, thì mình đâu nghe. Họ phải xài tới cái chết. Đem vô đây mà mùi sầu riêng, mùi măng cụt nó phối hợp với cái khí lạnh của máy lạnh làm mình ngửi độc. Nghe độc sợ không? Sợ, không dám mang măng cụt với sầu riêng vô. Pháp Hòa mới nói chứ ở nhà mình nè, mình mở máy lạnh rồi mình đem sầu riêng măng cụt vô ăn quanh năm đó có độc gì đâu. Nhưng mà tại đó là nhà của mình ngửi được. Nhưng mà ý ở đây Pháp Hòa muốn nói là cái gì mà người ta muốn mình dứt khoát không, thì người ta phải đem tới cái tối cao của con người sợ là gì? Chết. Con người sợ chết. Chơi cái gì mà muốn con người đừng làm là phải nói ghê gớm vậy đó. Để cho họ sợ. Cũng giống như trong Bồ Tát Giới á. Trong Bồ Tát Giới nói á, cử hành hẹ tỏi nén, ví dụ vậy. Tại sao cái đó nằm ở trong giới? Bởi vì nói sơ sơ mình không có nghe, mình nghe sao mình quên. Nhưng bây giờ nói nó thành luật, thành giới để chi? Để mình cử. Nhưng mà thật sự hành hẹ tỏi nén có tội lỗi gì mà cử? Chẳng qua là cái chất nồng của năm thứ đó nó rất mạnh, mình ăn nhiều thì cái chất nồng trong người mình nó toát ra, người ta ngồi gần người ta không thoải mái. Đồng thời cái chất kích thích ở trong những cái chất đó hơi nhiều, đặc biệt là đối với người xuất gia là phải gia giảm. Nhưng mà nói khơi khơi người ta đâu có nghe. Phải đưa nó vô thành giới, rồi nhờ thọ cái giới đó sợ tội mà tiết chế cái đó. Chứ thật sự ăn hành hẹ có gì tội đâu, nó là rau mà. Mình phải hiểu cái ý như vậy. Thì tới chúng ta giữ giới mà chúng ta hiểu giới và linh động trong cái vấn đề tu hành, thì tự nhiên người ta thấy mình rất là nhẹ nhàng. Bồ Tát đi tới đâu người ta cảm thấy đúng là Bồ Tát. Còn Bồ Tát đi tới đâu làm phiền người ta quá, này có hành cất đi em ăn, kêu có tội cất đi em ăn, hỏi ăn gì thôi em ngồi chơi được rồi. Mình làm khó chịu cho người ta vô cùng, phải không? Mình là Bồ Tát là phải linh động. Mình hiểu được ý nghĩa đó. Hôm nay mình tới đây, người ta nấu có một chút tỏi, chút hành, ăn không được, ăn món khác, không cần tuyên bố gì hết. Cái này có tỏi, cái kia có hành. Rồi cái tự nhiên ta nói thôi lần sau mời Bồ Tát ở nhà. Bồ Tát tới nhà tôi mệt quá. Lẽ ra người ta phải hoan hỷ khi Bồ Tát tới nhà chứ. Bây giờ Bồ Tát này tu sao mà đi tới đâu ta xá. Thành nữa mình phải hiểu như vậy. Rồi cái giới nữa, trong Bồ Tát giới nói á, biết chỗ hiểm nạn mà vẫn đi phạm giới. Giới gì mà phạm? Tại sao Phật nói vậy? Bởi vì chúng ta là có một cái tánh hay cái kiểu mà cứng đầu, mạo hiểm, bất chấp, cứ biết cái chỗ nguy hiểm mà cứ đi. Mà đi như vậy là hại mình, hại người. Cho bây giờ phải đưa vô thành giới để chúng ta nghe cái đó là tội, chúng ta đừng dám làm. Để bảo hộ cho ai? Bảo hộ cho mình. Bảo hộ cho mình chứ có gì đâu. Nhưng mà thật sự ví dụ như bây giờ quý vị thấy á, người ta để cái bảng á, mình đi hơn 10 đi lái xe mà mình lái hơn 20 cây số đi hay 10 cây số, mình phải trả như một cái giá nào. Mình tới hồi mình trả thì mình bực, nhưng mà thật sự ra nghĩ lại, nếu không có cái này thì chúng ta không bao giờ biết tuân thủ những cái gì mà để bảo hộ được cho mình. Quý vị biết là khi mình xây dựng một cái chùa, một cái nơi công cộng á, luật lệ nhiều lắm. Ở trên tu viện Tây Thiên á, là cái nơi mà chúng ta xây dựng để tổ chức khóa tu á, mỗi năm bây giờ là có cả ngàn người về tu. Và quý vị biết là trước khóa tu là chính phủ phải xuống
kiểm soát từng cái phòng mình ở để chắc chắn rằng mỗi phòng ở những người này phải được thoát thân khi có hỏa hoạn. Mới tuần rồi đây, họ vô họ kiểm tủ lạnh, họ kiểm từng cái cửa sổ mỗi phòng, thậm chí cái cửa sổ kéo lên mà cái chốt nó lỏng nó tuột xuống, họ biểu kêu thợ tới sửa liền. Theo nguyên tắc cửa sổ mở lên là nó phải đứng, tại sao nó tuột như thế này? Quý vị thấy không? Chỉ cái cửa sổ thôi. Rồi họ lấy cái thước tới họ đo, họ nói cái này không đủ một người chạy thoát. Dây điện mình chạy, họ nói cái dây điện này là dây điện chạy bên trong nhà chứ không phải chạy ở bên ngoài hành lang, phải tháo ra hết. Mướn một thợ khác chạy dây điện đúng yêu cầu của họ, mười mấy ngàn, vẫn phải chịu. Dãy nhà phòng ốc mình làm xong, họ nói trước khi ký giấy, trước khi bắt đầu làm việc, cho họ coi cái contract, cái hợp đồng mà chùa đã ký với sở cứu hỏa, để mà cái alarm system chắc chắn phải tới đây để gắn cái hệ thống báo động khi có hỏa hoạn. Mình phải mời một công ty tới, cho một cái giá, mình đồng ý ký hợp đồng, ngày họ gắn cái hệ thống đó vô, mấy chục ngàn cũng phải làm. Pháp Hòa mới nói có nhiều khi thiếu chỗ, mình làm chỗ một tạm một cái chỗ ở, ở đâu họ xuống bất tử không biết. Pháp Hòa mới nói này ngủ tạm 10 đêm, họ nói một đêm cũng phải làm đúng luật. Họ đặt một cái ví dụ, nếu lỡ hỏa hoạn nó xảy ra, ai chịu trách nhiệm? Dựng một cái lều ăn cơm để có thể cho cả ngàn người ngồi ăn cơm, phải mua bảo hiểm 10 ngày, phải phone lên hãng bảo hiểm của chùa, nói là tôi mới dựng cái lều trong 10 ngày và 1.000 người ngồi trong đó, mua bảo hiểm của cái lều đó. Họ nói lỡ gió bão nó sập, ai chịu? Quý vị thấy không? Như vậy thì Pháp Hòa nói là tất cả những cái gì chúng ta làm không ngoài một cái chuyện là bảo hộ cho cái chung, cái mình. Cũng như thế, sự tu tập của chúng ta, sự giữ giới của chúng ta cũng không ngoài cái chuyện là bảo hộ. Vì vậy mà đừng có nói rằng tôi chưa tu được đâu, khi nào tôi hết sân si tôi mới tu. Thưa đại chúng, tu là để hết sân si. Còn sân si nguyên khối mà không tu mà chờ hết thì chuyện impossible. Nhiều người nói thôi tôi chưa quy y đâu, khi nào tôi hết sân si tôi mới quy y. Nói ngoài có lý không? Anh không quy y, anh không tiếp nhận cái cách sửa chữa thì làm gì mà cái đó nó tự hết được. Nói nè, thôi tôi không thể vô trường đâu, đợi khi nào tôi biết chữ tôi mới vô trường. Nói được không? Anh không biết chữ, anh phải vô trường. Vô trường để anh học chữ cái anh biết chữ. Cho nên người muốn đọc chữ phải học bảng alphabet, tức là bảng chữ cái. Người muốn làm toán tất cả các thứ toán phải học thuộc lòng bảng cửu chương. Người muốn được học đọc chữ là phải biết chữ cái. Cũng như thế, người Phật tử muốn chuyển hóa tất cả những khổ đau của chúng ta thì người Phật tử đó phải biết tu. Mà biết tu là gì? Nghĩa là chúng ta thấy rõ, biết quán chiếu, biết nhận biết những cái gì nó đang xảy ra ở nơi mình. Tham biết tham, sân biết sân mà không có bào chữa, không có tìm cách gọi là chạy tội, cái đổ thừa cái này đổ thừa kia. Ví dụ như mình tham cái đó nhưng mà mình bào chữa bằng cách là gì? Nên tôi tham cho chùa. Đi chợ trả giá muốn chết người ta vậy đó, hỏi sao mà nên tôi mua cho chùa. Thật ra mình biết những cái đó. Nhiều khi mình đi tới đâu mình bỏ tiền vô mình đậu mà dư được đồng, đậu vô cái nó trời Phật độ hơn ghê, có chỗ đậu xe.
rồi mình làm giống như là Phật rảnh lắm vậy, Phật đi theo mình sát dáng phù hộ từng đồng vậy đó. Đó. Cái thứ hai là gì? Mình hạn chế cái ham muốn. Có nhiều vị sẽ lầm, nói đạo Phật nói riết là làm cho con người bị lui sụp, không còn tiến bộ. Thưa đại chúng, ở này mình phải để ý nha, chữ ham muốn chứ không phải riêng chữ muốn. Chữ muốn được phiên dịch từ chữ dục. Mình sống trong cõi dục, cõi con người chúng ta đang ở đây được được có một cái tên gọi khác là cõi dục, nghĩa là cõi muốn. Đó, nóng muốn quạt, khát muốn nước, đói muốn ăn, lạnh muốn nóng, vân vân. Thì chúng ta làm sao không, làm sao chúng ta thoát được cái muốn? Vậy thì muốn không hề có tội, bởi vì thủy chung chúng ta sống ở đời mỗi ngày đều phải muốn, mà muốn theo cái nhu cầu. Nhưng có một cái khổ của chúng ta là của chúng ta đặt thêm chữ ân trước là gì? Ham. Nghĩa là chúng ta đủ rồi mà chúng ta vẫn ham thêm. Nhưng chúng ta là ham thêm, mà chính cái ham thêm là cái khổ. Có một cái anh chàng đó, ảnh đi ngang cái hồ nước dưới này nè, ảnh nghe tiếng tít 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 tít, ảnh thích quá, ảnh tưởng cái gì ảnh dở lên, thì ra là một con chim trĩ. Mà con trĩ là bộ lông đẹp mà ăn ngon. Ngày hôm sau anh đi ngang, anh nghe tiếng kêu nữa, anh lấy cỏ anh phủ lên số chỗ khác, để anh mong rằng, anh nghĩ rằng cái chỗ nào có phủ, cỏ phủ, ở dưới đó có chim trĩ. Cho nên anh mới làm một số các cái bãi cỏ nhỏ nhỏ xung quanh. Anh đi ngang anh cũng nghe tiếng tiếp, khoái quá, kỳ này khỏi dở cỏ luôn, thọt nguyên tay vô, nghĩ rằng sẽ chụp con chim trĩ ra một cách rất ngon lành như kỳ trước. Nhưng kỳ này thọt tay vô, nguyên con rắn độc nó cắn. Thì cái câu chuyện đó người ta chỉ muốn nhắc nhở chúng ta, mình tham thì mình thâm. Người chúng ta hay nói vậy. Có nhiều khi á, mình nghĩ cái đó họa, nhưng mà không ngờ nó là phúc. Mình nghĩ cái đó là phúc, nhưng mà không ngờ nó là họa. Vì ở đời này họa phúc khó lường, họa phúc khó lường. Cho nên nhiều khi có những cái biến cố nó xảy đến với mình cũng chưa chắc là đã xấu, tại vì nhờ như vậy mình học được một bài học chí lý cho đời. Một bài học, của bài học thiệt là gọi là tuyệt vời cho cuộc đời sống của chúng ta. Vì vậy cho nên đại chúng nhớ là Phật không có biểu chúng ta không có muốn nha, mà Phật chỉ dạy chúng ta, hướng dẫn chúng ta là ham muốn. Cái ham muốn đó nghĩa là cái muốn, mà cái ham là cái gì mà mình đã có nhưng mà chúng ta vẫn tiếp vẫn muốn nữa. Thôi bây giờ mình nói nhẹ một chút thôi ha. Ăn đã no nhưng mà tại cái đó ngon quá đi, bụng thì no mà miệng không muốn dừng, thêm chút nữa. Mà thường thường mình khổ ở cái chỗ một chút đó. Mình khổ chỉ ham, thật ra nó không có tội, nhưng mà nhiều khi mình ăn xem chút đó rồi mình mệt muốn chết. Có nhiều khi mình mệt muốn chết luôn là tại vì thêm chút. Xong cái mình mới nói mình bởi vậy cái tật ham ăn. Mình nói mình vậy đó, nó là cái tật ham ăn. Nhưng mà hôm khác cũng sao, tiếp tục. Thưa đại chúng, là nhiều khi mình ăn no rồi nhưng mà cái đó nó ngon quá, lấy hộp, lấy giấy, lấy bịch gói xin đem về phòng. Thường thường mấy cái khóa tu á, để chi biết không, phòng ngờ lát đói tôi ăn. Nhưng mà ăn no quá về phòng ngủ khò, hoặc là ngày hôm sau cái đó nó hư, hoặc là nó dở, hoặc thậm chí mình bây giờ nó nguôi rồi mình không muốn ăn nữa, thế là cái món đó đem bỏ. Thật sự ra nó không tội, nhưng mà những lúc như vậy nó sẽ cho chúng ta, nếu chúng ta là người có tu tập thì chúng ta sẽ nhìn lại.
Và chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta đã thực tập như thế nào trong cái sự việc mà chúng ta đã ứng xử hàng ngày những cái lúc chút đó. Pháp Hòa thường nói đạo Phật không có cái gì cũng bắt tội mình, không phải. Nhưng mà Đức Phật có một cái hay là Ngài hay chỉ cho chúng ta thấy những cái li ti mà chúng ta vấp phải trong cuộc sống hàng ngày. Mà nhiều khi á, bệnh nặng thì không bệnh, nhưng mà chúng ta cứ cảm nhức đầu chút chút vậy đó, thì cũng như thế. Cái khổ đau của mình thường thường nó hay chút chút hàng ngày vậy đó. Cho nên mình đời sống hàng ngày mình nếu chúng ta tiết chế được cũng là một cái tốt. Cái thứ hai là thứ ba là gì? Giao tiếp bạn hiền nhiều khi cũng tăng trưởng được cái bồi bổ và tăng trưởng được nếp sống đạo hạnh. Bạn nó có nhiều thứ lắm. Trong kinh Phật đưa rất nhiều hạng bạn. Có khi gọi là 7 loại bạn, có khi gọi là 4 loại bạn, 4 loại thiện tri thức vân vân. Bạn là gì? Thường thường ta kêu bạn bè. Bè cũng là bạn. Nhưng mà hễ mà thân chút nữa thì chúng ta gọi là bạn bè. Nhưng mà thường thường bạn bè nó cũng có nhiều dạng lắm. Ví dụ mình mới gặp gọi là gì? Mới gặp là sơ giao, bắt tay, chào hỏi, giới thiệu tên, ngồi uống trà, gọi là gì? Xã giao. Rồi bắt đầu xin số phone, rồi về phone nhau, hẹn nhau, đi chơi, đi ăn, lâu ngày hiểu nhau. Hiểu nhau có thể đi chơi và không, hình như là không chỗ nào thiếu, vắng mặt nhau. Trường hợp đó gọi là gì? Thâm giao. Nhưng mà thưa đại chúng là chúng ta kết giao, rồi chúng ta thâm giao, nghĩa là chúng ta giao tiếp với nhau. Nhưng mà có những người bạn cho mình được cái sự học hiểu. Phật dạy trong kinh đó, có 4 loại bạn đó. Bạn như cân, bạn như hoa, bạn như đất, bạn như núi. Bạn như hoa là gì? Héo thì người ta dắt trên đầu đó. Giống như hoa héo dắt trên đầu, xin lỗi, tươi dắt trên đầu, héo dụng đi. Cũng có những người bạn khi mình còn có thể dùng sử dụng được, người ta chơi với mình. Khi mà mình hết sử dụng được á, người ta quên mình, thì bạn đó bạn như hoa. Bạn như cân là bạn luôn luôn so sánh, so đo những cái gì mà giao lễ hàng ngày. Ví dụ như người ta tặng mình cái món đó đắt tiền, hôm sau mình tặng lại món khác rẻ tiền hơn, cái người bạn đó đánh giá liền: bà bạn này hà tiện, mình cho bả mình mua toàn đồ xịn, bả cho mình toàn là đồ gì, đồ dởm hay là đồ si căng đan gì đó. Bạn như vậy gọi là bạn như cân, so đo từng chút, hòa lễ với nhau. Bạn như đất là bạn đó vững chắc, có thể cho mình nương tựa, vui buồn có thể trút xuống, cũng giống như nước sạch nước dơ mình đổ xuống được. Một người bạn mà có khả năng lắng nghe mình và cho mình chia sẻ. Và bạn như núi là gì? Thường thường núi nó có những cái đỉnh núi, nó có những cái bảo châu nó đẹp. Con chim mà đậu trên đó thì con chim cũng được tỏa cái ánh vàng sắc đẹp. Có những người bạn mình gần họ, mình lấy được cái ánh sáng đẹp của họ. Tại vì sao? Tại vì người đó luôn luôn có cái hay để mình học. Cho nên luôn luôn là phải gần bạn hiền. Mà nói theo Phật học là chúng ta phải gần thiện gì? Thiện tri thức. Tại sao gọi là tri thức? Tri là biết mình, mà thức là hiểu mình. Có nhiều người ta biết mình làm việc nhưng mà ta không hiểu mình. Ví dụ ha, ví dụ như giờ quý vị biết Pháp Hòa, ai cũng biết hết á, ngồi đây là 99.9 là biết. Nhưng mà quý vị biết Pháp Hòa qua cái gì? Qua YouTube, qua mạng, qua YouTube. Quý vị chưa hiểu Pháp Hòa, quý vị chỉ biết Pháp Hòa thôi, quý vị chưa hiểu. Quý vị mới có tri mà quý vị chưa có thức.
thức là phải sống chung mới hiểu là ồ mỗi ngày thầy ăn gì, thầy có thể ăn cái gì và thầy không ăn được cái gì. Ví dụ vậy đó. Thì thiện tri thức, nếu mà người đó biết mình mà hiểu mình và người đó thương mình và giúp đỡ cho mình thì người đó là thiện. Nhưng mà người đó biết mình, hiểu mình và hiểu biết được cái yếu điểm của mình mà cứ chọn ngay cái yếu điểm đó của mình hoài thì đó là ác. Cho nên tri thức nó có thiện, nó có ác. Ví dụ như biết cái người đó ghen mà cứ hay chăm bà đó nha, xê xòa quá mà có chừng chồng bà đó, hay là biết ta ghen mà chăm, cái đó là tri với thức đó. Rồi cái thì rồi lần sau nữa lâu lâu gọi chồng bà về chưa, tôi mới thấy ông lái xe khúc đó đó, mà tôi thấy lúc nãy ông hay đi khúc đó lắm nghe. Biết người ta có cái tánh đó rồi, cái người nhiều người biết có tánh nóng thì mình cứ chọn cái chỗ nóng của người ta. Thành thử ra tri là biết, thức là hiểu. Nhưng ở đời có những người hiểu biết mình mà vì biết cái yếu điểm đó cho nên không có nói, mà người ta luôn luôn tìm cách giúp mình, an ủi mình bằng mọi cách, bằng mọi phương tiện, rồi gọi là thiện. Tri thức nó có ngoại hộ là những người nâng đỡ mình ở mặt vật chất. Như hôm nay nè, ban tổ chức biết có những vị ở Toronto, ở Mississauga không có thể lấy xe xa hoặc lớn tuổi vân đủ cách, thì người ta tổ chức xe bus để cho mình tới đây được dự một ngày. Thì cái người mà tổ chức xe cho mình đi như vậy đó, người ta gọi là ngoại hộ thiện tri thức, hộ trì cho mình bằng cái phương tiện vật chất nào đó. Ví dụ như quý vị ngồi đây tu tập nghe pháp, chút xíu nữa mỗi người được phần cơm no bụng. Nãy giờ thấy mấy em trong nhóm trẻ Mây Từ đi vòng vòng đưa khăn lạnh, đưa nước uống, đó là ngoại hộ thiện tri thức. Tại vì nóng quá chúng sanh lười buồn ngủ, đưa khăn mặt lau cho tỉnh để nghe ổng lải nhải hết giờ. Trời nóng dễ sanh buồn ngủ. Một lát nữa hen, trời mà nóng mà buồn ngủ mà ăn no nữa rồi biết. Ăn no nữa rồi biết. Mà nếu mà ai mà dễ thương nữa lên đây mà cầm cái microphone mà hát hai ba bản nữa rồi tới luôn đó. Vừa no bụng trời hiu hiu nóng nóng mà có người hát nữa là thôi, giờ sao nữa? À, lúc đó là Niết Bàn có mặt. Nhập Niết Bàn rồi. Ngoại hộ thiện tri thức, đồng hành thiện tri thức, đi đi tu tập, mời gọi bạn mình tu tập theo, đó là đồng hành thiện tri thức. Giáo thọ thiện tri thức, cái người đó thấy mình hay giận, không bao giờ nói cho mình giận mà luôn luôn là khuyên, luôn luôn nhắc nhở, chỉ dẫn và khuyên lên mình để mình tiến bộ, đó là giáo thọ thiện tri thức. Về thiện tri thức có bốn loại phải không? Ngoại hộ thiện tri thức, đồng hành thiện tri thức, giáo thọ thiện tri thức, ba loại: giáo thọ, đồng hành, ngoại hộ. Mà chư Phật hay là tổ cũng đều nhắc nhở mình phải luôn luôn ít nhất trong đời có một vài người bạn mà gọi là bạn hiền, giống như Trần Minh Khấu Chuối vậy đó. Quý vị nào mà coi bên cầu Dệt Lụa là biết hai người bạn đó. Mình buông xả được cái tranh chấp cũng giúp đỡ được tăng trưởng cái hạnh phúc của gia đình, của bản thân. Chữ tranh là giành, chữ cãi là đổi. Người ta nghĩ vậy đó, mình phải cãi để cho người ta đổi. Mình phải cãi tức là mình phải đổi cái tư tưởng người ta để cho người ta đi theo cái tư tưởng mình.
và mình tranh mình nói để rồi mình đưa vào cái tư tưởng cãi cái kiểu của người ta phải nghĩ, cái đó kêu tranh cãi. Chữ cãi là mình đổi người ta, người ta nghĩ vậy bây giờ mình cho người ta đừng nghĩ vậy, nó phải nghĩ theo mình. Mà quý vị biết ở trong nhà mình đó, đừng có nói chi xa nha, hai vợ chồng thôi, ông hiểu về bà hiểu người khác là hồi cũng có chuyện nội cái chuyện mà sáp lại mà nói chuyện con cái thôi, 5 phút sau là cũng gây lộn, cũng chuyện con với cái, không? Rồi ăn cơm mấy ngày sau bắt đầu suy nghĩ ra rồi, tại sao tôi với ông cứ chuyện con cái mà giận, rồi ráp lại cái ngồi 2-3 bữa sau có nói chuyện cái với con gây tin, giống như cái ông chồng với bà vợ đang ngồi ăn cơm vậy đó. Một con chuột nó chạy nó chui xuống gầm tủ, cái ông chồng nó nói đây con chuột nó chạy vô gầm tủ, bà cãi với nó chuột nào vô gầm tủ, nó mới chui vô gầm giường. Rồi hai vợ chồng gây gây một trận xong rồi tự nhiên cái hai chồng suy nghĩ, tự nhiên mình vì con chuột gây vô duyên quá, thôi tôi với bà về nghe, thế rồi ngồi xuống ăn cơm. Cái ông nói bà mới nói đó thấy không, phải bữa hôm ông nghe tôi con chuột nó chui xuống gầm mà đâu có chuyện, cái bà nói gì vậy, con chuột nó chui với tủ. Có chuyện tiếp, nó cũng của con chuột đó, nhưng mà con chuột nó chui đâu mất tiêu rồi, phải không? Nhưng mà bây giờ con chuột nó chui vô tâm của hai chúng ta rồi, để chúng ta cứ phải tranh cãi mỗi ngày, giống như ất với giáp mà nói chuyện vậy đó. Ất nó hỏi giáp, nó nói tôi đố anh chứ cái dùi mà thỉnh vô cái tiếng chuông á là do chuông kêu hay là dùi kêu? Cái anh ất anh mới nói anh ất anh nói vậy đó, anh hỏi vậy đó, bây giờ cái cây gỗ này mà thỉnh vô cái chuông này là do cái dùi cái tiếng chuông nó kêu là cái này, thì anh ất anh hỏi vậy, anh giáp anh mới nói, anh mới nói cái chuông là cái vật gỗ, cái chuông cái dùi là cái vật gỗ, cái chuông là cái vật đồng, như vậy và phát ra tiếng kêu như vậy là rõ ràng là do chuông phát. Anh ất anh giáp anh hỏi vậy, anh ất anh trả như vậy. Rồi giáp anh nói tiếp, nói nếu như vậy thì tại sao cái dùi gỗ này mà gõ vô cái đồng tiền chì á nó không kêu? Rồi hai bên cứ nói tới nói lui mà rốt cuộc á gây gỗ mà không hiểu lý do. Mà đơn giản là gì? Nói tiếng chuông kêu cũng không được, mặc dù chuông nó có khả năng nó phát tiếng, nhưng nếu không có cái dùi này để mà trợ duyên cho nó thì làm gì nó đủ duyên để nó phát ra cái tiếng của nó, có phải không? Thành thử ra cái người mà hiểu cái nhân duyên thì không có cãi lộn, mà hiểu người được hiểu lý nhân duyên á, tức là người đó vượt cái si mê, mà vượt cái si mê thì không có nổi nóng. Vì vậy cho nên á, người si mê là còn tham, là muốn giành. Thí dụ như người niệm Phật nói rằng tôi niệm Phật á, nửa tôi có Tây Phương tôi về, anh ngồi thiền nửa anh về đâu? Rồi cái anh thiền anh mới nói lại, nói tôi là ngồi thiền á, tôi đâu cần về đâu mà chỗ nào cũng là tịnh độ. Còn anh về trên kia mà lỡ xa quá biết anh có tới không? Nhưng mà thật sự ra người không, cái người mà si mới nói vậy. Vì si cho nên muốn dành cho mình hơn, cái tông của mình hơn, cho nên gọi là tham. Đó là tham danh, muốn cái tông của mình hơn. Mà hễ mà người ta nói không đúng ý mình thì mình nổi sân. Như vậy là không khéo mà chúng ta chia tông phái, rồi nói tông nói phái này là chúng ta rơi vào cái bẫy tranh cãi của tham sân si mà chúng ta không rõ. Ai phô trương cái tông mình là muốn tông mình hơn, mà muốn hơn nghĩa là tham. Mà người kia nghe nói về chỉ trích về tông mình tức là sân, bên sân bên tham, mà rốt cuộc cũng lọt vô cái lưới xì. Mà hiểu như vậy mà người vượt cái tranh chấp là gì? Chúng sanh có nhiều dạng bệnh khác nhau, bệnh nào uống thuốc nấy, mà người ta tùy căn cơ. Ví dụ có người uống nước cũng là nước lạnh nè, nhưng mà lạnh là không uống được, nhưng mà nước nguội thì được.
cũng là nó đó, nhưng mà để nguội đừng có lạnh, ta uống ta dễ chịu. Còn có người là chẳng những không uống lạnh, chẳng những không uống nguội mà phải uống uống nóng nè, như cũng một ly nước đó. Mà tại sao mỗi người uống mỗi kiểu? Là tùy cái cơ thể của mỗi người. Tại sao chúng ta phải bắt người ta uống cái mà chúng ta thích? Cái đó là chúng ta khổ. Mà chúng ta muốn cãi xung quanh cái kiểu như vậy, tức là muốn đổi người ta, nhưng mà chúng ta không biết cách nào để chúng ta có thể đổi mà rất là linh động. Phong Hòa ví dụ vậy nè, Phong Hòa ví dụ như ở đây quý vị nào muốn cho con cháu mình ăn chay, nhưng mà giờ nó ăn chay thuần túy nó ăn không được, nghĩa là quý vị muốn cãi nó phải không, muốn đổi nó phải không, mình khéo thôi. Nấu mỗi ngày 3 món, trong đó 2 món có thịt, 1 món chỉ nấu bằng đậu hũ. Ví dụ như canh rau, đậu hũ đâu cần canh rau với tôm. Tại vì tôm thịt nãy nó trong đồ kho, nó trong đồ xào rồi. Bây giờ có một món không thịt, không tôm, chỉ có đậu hũ trong canh thôi. Nó ăn canh chay chưa? Ăn canh chay rồi. Rồi, nó ăn gọi là xà lách. Mình có thể trộn xà lách rất là ngon, bào cheese, bào mọi cái món ngon vô, mà không nhất thiết món nào cũng phải kêu là chicken salad, rất là dễ. Ở đây quý vị biết cái hộp chickpeas rất là protein, nhiều protein lắm. Chickpeas mình có thể mua trong lon sẵn cũng được, mình về mình đổ ra, mình rửa sạch sẽ, mình xay ở trong cái máy cho nó nhuyễn ra, rồi mình trộn một chút mayonnaise, mình cắt dưa leo, celery, rau cần theo cái hột lựu trộn vô. Mà nếu ai thích hem thì mình có thể xay miếng hem, còn không thì bao nhiêu đó đã đủ. Tiêu nêm nếm vừa ăn, cũng thành ra một món tuna ăn với sandwich. Nhưng mà tuna này không có thịt. Thí dụ nó ăn crackers, nó thích ăn với cái tuna hay là những cái dip, mình có thể làm những cái dip chay. Cái đó là mình biết được nó, mà mình muốn cãi nó mà không nhất thiết phải nói hay là phải làm cái gì ghê gớm, mà mình có thể chuyển nó nhỏ nhẹ, nhẹ nhàng trong những bữa ăn đó. Có nhiều khi mình nói bà mà tu cái gì, ông mà tu cái gì, hoặc là mình nói trời ơi bữa nay nó đi chùa, hồi nào giờ đâu đi, hồi nào giờ nó không đi, bữa nay nó chịu đi là mừng rồi. Hồi nào giờ mình không thấy nó chùa đâu. Mình thấy nó ở quán nhậu, mình thấy nó ở chỗ đánh bài, vân vân. Cho nên người mà tu được nửa buổi mình cũng mừng nửa buổi. Khóa tu xuất gia gieo duyên á, có nhiều vị nó có cần cạo đầu không? Pháp Hòa mới nói là ai muốn thôi. Nói theo tiếng Anh là if you want, I afternoon you. Anh muốn thì tôi chiều. Tôi chiều anh, afternoon you. Nhưng mà anh không muốn, chỉ nhá kéo tượng trưng. Hỏi có giờ tu 10 ngày, tôi tu có 2 ngày cuối tuần được không? Cũng được. Thậm chí có người chỉ rảnh có ngày chủ nhật vô tu được không? Cũng được. Tại sao? Bởi vì đã là gieo duyên thì bất cứ một chút duyên nào cũng phải gieo, chứ không thể. Cho nên á, cái người đó người ta đi ngang tượng Phật, người ta chỉ chắp tay người ta không lại cũng tốt rồi. Ta mới chắp tay ta chưa lại, nhưng mà ta có xá. Thậm chí người ta mắc cỡ, người ta không xá, người ta gật đầu cả. Nhưng mà ít nhất cái tượng Phật cũng có công năng giúp cho họ biết chắp tay, biết cúi đầu. Tượng Phật không làm, không ban được phước cho họ, nhưng tượng Phật có khả năng làm cho họ tạo phước. Quý vị thấy rõ cái đó không? Mình nhớ như vậy. Tượng Phật ngồi đó không có ban được cái gì cho mình, nhưng mà hình ảnh của Phật có khả năng giúp cho mình tạo cái khiêm cung, cái phước. Mình đọc kinh, quyển kinh không có cho mình trí gì hết đó, nhưng mà quyển kinh giúp
cho mình tịnh nghiệp thân miệng ý trong khi ngồi tụng. Và nhờ tụng lời kinh cho nên trí mình nó phát, chứ bản chất kinh không tóa tẻ ra được gì. Nhưng mà nhờ như vậy mình mới thâm nhập nghĩa lý. Cái chuông này không cho mình tỉnh thức, nhưng mà tiếng chuông có khả năng giúp mình tự tỉnh thức. Chứ chính bản thân chuông không làm được cho mình thành Phật, nhưng mà ít nhất mình trở về được cái giây phút hiện tại. Có một cái bài kệ cũng chỉ một lời kinh, tùy căn cơ sai khác, kiến giải bất đồng tình, nam mô thường bất khinh. Cũng chỉ một lời kinh, tùy căn cơ sai khác. Một lời kinh mà mỗi người nhận một kiểu, vì căn cơ mỗi người như là cây cỏ, thấp vừa hay là cao to. Cũng chỉ một lời kinh, tùy căn cơ sai khác, kiến giải bất đồng tình. Cái kiến giải nó không có đồng. Nhưng thưa đại chúng, bất cứ dù là kiến giải nào thì nó cũng chỉ là tạm, chứ nó không phải là cứu cánh. Nhưng bây giờ cái người, người ta chưa thẩm thấu thì người ta phải mượn phương tiện để ta nghe cái kiến giải tạm thời, để người ta có cái lối người ta đi. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ vậy nè, đại chúng chưa có thuần tụng kinh, cho nên mới lấy chuông, lấy mõ ra thỉnh để cho đại chúng nghe theo tiếng chuông mà tụng, tiếng mõ mà tụng. Nhưng mà khi mà đại chúng thuần thục rồi, tụng kinh đều đặn mà không cần phải chuông mõ, tại vì ai cũng thuộc kinh và giữ nhịp được, cho nên tụng không cần chuông mõ vẫn ăn rập như thường. Cái kiến là cái thấy, cái giải là cái hiểu của mình. Nhưng mà mỗi người thấy mỗi cách và hiểu mỗi kiểu, đâu có ai giống nhau. Nhưng mà đã là kiến giải thì cũng chỉ là tạm thời, là phương tiện để thấy cái đó để đi. Ví dụ như lấy ngón tay chỉ trăng, thì đừng có lầm ngón tay là trăng, mà phải biết rằng ngón tay chỉ là phương tiện giúp cho mình thấy được trăng. Mà thấy trăng mới là cái quan trọng, còn ngón tay chỉ là cái chỉ giúp cho mình. Cho nên bất cứ lời nào mình nói ra cũng đều chỉ là ngôn ngữ. Đó, ví dụ như Pháp Hòa nói về đại chúng người Việt hiểu, mấy em nhỏ nó ngồi nó ngơ ra, nó đâu biết mình nói gì. Thật không? Thật nữa cũng một cái lời nói mà tại sao với em nhỏ nó không hiểu? Vì nó đâu có đồng một cái căn cơ đó mà nó hiểu. Nhưng mà rồi cũng là người Việt, quý vị nghe Pháp Hòa nói hết, quý vị hiểu được cái tiếng mà nói, nhưng mà quý vị không hiểu được cái nghĩa mà nói. Tại vì những người Phật tử nào chưa có thuần thục trong Phật Pháp, nhiều thầy giảng danh từ Phật học nhiều quá, nghe không hiểu. Nghe biết nhưng mà không có hiểu đang nói cái gì. Cho nên cũng chỉ một lời kinh, kiến giải tùy căn cơ sai khác, kiến giải bất đồng tình. Bây giờ chỉ còn làm một việc thôi, chắp tay lại, nam mô thường bất khinh. Nghĩa là gì? Nghĩa là mình phải học cái hạnh của ông Bồ Tát thường bất khinh, không khinh xuất một người nào, vì người nào cũng có cái thấy, cái hiểu để mà tu tập. Mình không thấy không hiểu, mình đâu có ngồi được ở đây. Mình không thấy không hiểu, mình đâu có sống được tới giờ này. Sống thấy hiểu hết chứ, có cái điều là ở mức độ nào thôi. Thôi thì cái cuối cùng là chúng ta ôn luyện hay là học tập để gia tăng, để gia tăng và bồi dưỡng cho trí tuệ và cái lối sống của chúng ta. Quý vị có nghe danh từ là đa văn không? Đa văn là nghe nhiều. Nhờ mình nghe nó mới thanh lọc. Cho nên Phật giáo là có một cái phương pháp gọi là nghe pháp. Một trong những cái mà để tăng trưởng trí tuệ là chúng ta nghe pháp. Nghe để làm gì? Để chúng ta thanh lọc, để chúng ta nhận biết. Bên cạnh cái nghe là chúng ta phải ôn tập. Vì chúng ta không có ôn tập thì chúng ta không thẩm thấu được cái gì chúng ta học nghe.
À, ví dụ như hôm nay quý vị ngồi đây đâu nghe gì mới đâu, toàn nghe cái cũ mà. Nhưng mà nhờ vậy nó ôn lại, và ôn lại như vậy thì chúng ta mới mở mang được, nhớ sâu, sống một đời sống chân chánh để tăng trưởng được và cơ hội sanh về cõi lành. Ở đây ai cũng muốn sanh cõi lành, không ai muốn sanh cõi xấu. Muốn sanh cõi lành thì chúng ta phải tu tập cái thiện pháp. Thì hôm nay Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng mấy điều mà Phật dạy trong kinh đó, mà Phật gọi là gì? Là tăng trưởng, tăng trưởng và bảo hộ, hay là nói cách khác là tăng trưởng và bồi dưỡng cho thân tâm của mình bằng cái cách ứng dụng những cái điều mà khi nãy giờ chúng ta nói. Ví dụ như là giao kết với bạn hiền, sống một đời sống có quy luật, ôn tập nghe pháp, cũng như là sống một đời sống chân chánh. Ở trong Phật học, quý vị thấy có rất nhiều người ngộ đạo nhờ cái chỗ nghe. Mình không nghe mình đâu có thanh lọc được cái gì. Cho nên người ta nói, người ta chỉ cần 3 năm có thể biết nói, nhưng mà phải học trọn đời để biết nghe. Tại vì trên đời này có những cái nghe, nhưng mà đa số chúng ta nghe cái gì không đồng ý là chúng ta phát, chúng ta phản ứng liền. Nhưng mà có những cái nghe chúng ta để đó, nghe rồi chúng ta sẽ thấy rằng nó make sense kiểu nào. Cũng giống như quý vị nghe một bài cải lương vậy đó, nghe trọn 6 câu vọng cổ mình mới thấy được cái hay của một bài cải lương. Tại vì ý tứ, tình nghĩa, lâm ly. Cải lương nó có cái hay là gì? Một bài vọng cổ 6 câu, nhưng mà người ta có thể nói được những cái ý tứ, những cái có nhiều khi cả câu chuyện gên cốt kết hợp lại trong một cái bài ca vọng cổ đó. Như vậy thì quý vị thấy mỗi người chúng ta ai cũng sẽ có một lịch sử của đời mình, từ lúc mình sanh ra cho đến mình lúc già có một bề dày lịch sử. Nhưng mà lịch sử đó vui buồn, thăng trầm, được mất, vinh hiển, tất cả đều là những đối đãi. Rồi cuối cùng là gì? Cuốn lịch sử đó để lại, chúng ta là người phủi áo ra đi. Cho nên có một vị viết lại cuốn sách cho đời mình, viết xong ông nói vậy nè: đời tôi, ông viết hết cuốn truyện dày nha, cuối cùng kết luận trong cái cuốn sổ, cuốn truyện của đời ông: đời tôi chỉ gom gọn một điều, không vẫn hoàn không. Không vẫn hoàn không. Và quý vị thấy không, mình gom thâu rất nhiều, nhưng mà cuối cùng chúng ta không có cái gì chúng ta đem theo ngoài cái học hiểu của mình. Cho nên á, áo quần mình mặc có ngày thay mót, đổi mót, nhưng mà cái hiểu biết của chúng ta từ nhỏ có thể đi tới mình cho tới lúc lớn. Và nếu có đó, chúng ta hấp thụ thêm để cải hóa cái hiểu biết mình và làm cho cái hiểu biết mình hay hơn, đẹp hơn, mà do đó mà tăng trưởng. Pháp Hòa ví dụ một cái nhỏ nha. Pháp Hòa ví dụ một cái nhỏ. Ví dụ như là mình làm mì chay. Ở đây là nhiều người nấu ăn lắm. Nhưng mà cái quan niệm của mình á, hay là làm chả giò chay là nhất định phải có củ sắn. Đi mua củ sắn về xong cái mình bào, xong cái bỏ vô tấm vải, mình vắt nước, mình để nói là củ sắn cho nó ráo khô để mình làm chả giò cho nó ngon. Nhưng mà thật sự ra mình làm thì được rồi đó, nhưng mà cái chữ ngon mà mình hiểu nó chưa tới. Tại sao?
trộn củ sắn là muốn cho nó ngọt, mà vắt hết nước ngọt rồi ăn gì? Hồi nhỏ giờ mình học kiểu đó. Sau này mình phát minh một chuyện: bào củ sắn ra, xong rồi để phơi cho nó héo. Nó chỉ phơi héo trộn vô, chả giò vẫn ráo mà không bao giờ mất nước. Pháp Hòa chỉ nói một cái ví dụ, để rồi Pháp Hòa ví dụ cái chỗ là xưa nay chúng ta cũng có cái hiểu, nhưng mà nếu chúng ta chịu khó học tập mỗi ngày thì chúng ta bồi cho cái hiểu này vẫn giữ đó, nhưng mình decorate nó thêm, mình làm cho nó thêm hoa gấm chứ không mất đâu hết. Quý vị thấy người ta vẽ cái hình Phật là chuẩn rồi đó, nhưng bây giờ muốn cho hình Phật được đẹp, người ta vẽ thêm gì? Cây bồ đề, con nai dài khóm hoa, phía sau là một dòng nước, thậm chí trên cây bồ đề một con chim đậu, vân vân, để cho cái hình Phật này sao thêm linh động, là như Đức Phật đang ngồi thiền ở trong rừng. Có nhiều người làm bì, mua củ sắn bào ra, vắt sập nhỏ nước, xong bỏ lên chảo xào, xào sống 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 vậy đem trộn vô. Cái củ sắn mà nó sống như vậy trộn vô bì rất là dễ hư, mà ăn sảm sờ củ sắn chứ nó có ngọt béo gì đâu. Bây giờ làm bì kiểu khác: lột củ sắn xong sắc nó ra lát, bỏ vô nồi cho nước vô, vài giọt nước tương lấy màu, nêm nếm vừa ăn, dặn lửa nhỏ cho nước nó rút vô trong cái củ sắn đó. Một lát củ sắn nó trong, mình vớt ra mình để nguội. Lạng củ sắn sắc vô, nó trong như mỡ mà ăn nó củ bì nó không bị khô. Ở Việt Nam làm bì á, tất cả đem đi chiên dầu hết, thậm chí ngay cả bún tàu cũng đem chiên luôn, thành thử chả giò nó khô mà dầu rất là nhiều. Bây giờ bún tàu không chiên, cái nước mà mình khìa củ sắn hồi nãy đó chượng miếng lại, đổ cái bún tàu hồi nãy mình ngâm vô, dặn lửa nó sôi, bún tàu nó nở ra, trộn như là bì, củ sắn như mỡ, bì vừa vừa ướt, ăn ngon, để lâu không hư. Pháp Hòa nói hai ví dụ đó để rồi đại chúng thấy rằng à, thật sự ra từ nhỏ tới lớn mình học nhiều thứ lắm, nhưng mà cái mình học giống như một cái sườn, và thậm chí mình chỉ cắm những vài cái hoa vô. Bây giờ mình càng ngày mình càng học thêm trang trí như thế nào mà bức tranh mình thêm linh động, thêm đẹp. Cuộc sống của chúng ta cũng thế, tôi nào giờ tôi cũng ăn vậy nè, tôi mặc vậy nè, tôi nói vậy nè, nhưng mà nếu mình học thêm Phật pháp, tôi vô ăn vậy, nói vậy, nhưng mà ăn đẹp, nói đẹp, sống đẹp, mai mốt chết đẹp. Mà chết đẹp tôi gọi là gì? Là thiện chúng. Sống đẹp gọi là thiện sinh. Mà thiện sinh là sống đẹp, thiện chung là chết đẹp. Mà người mà có thiện sinh thiện chung như vậy đó là ba thời kỳ thành tựu đạo quả. Một con Đức Phật á, mỗi năm mà chúng ta làm lễ Phật đản, không phải chỉ lễ Phật đản không nha, đúng nghĩa lễ Phật đản là chúng ta làm ba lễ của Đức Phật. Ngày Đức Phật ra đời, ngày Đức Phật thành đạo, ngày Đức Phật niết bàn. Cái lễ Phật đản á, nhiều khi mình chỉ hiểu sơ sơ là lễ Phật đản là mừng ngày Phật sanh, nhưng mà đúng nghĩa của cái lễ đó là ba lễ của cuộc đời của Đức Phật, đó là ngày Phật sanh ra, ngày Phật thành đạo và ngày Phật niết bàn. Cũng giống như mỗi người chúng ta sanh ra
trưởng thành, sống để thành tựu một đời người, và cuối cùng đi về cái chỗ rốt ráo là viên mãn là chết. Ai trong chúng ta cũng muốn sống tốt, sanh tốt, sống tốt và chết tốt. Bây giờ muốn được như vậy, chúng ta có sẵn cái sườn rồi, chịu khó học Phật Pháp, nghe Phật Pháp, ứng dụng Phật Pháp để tô điểm cho cuộc đời. Mà cuộc đời này mà được tô điểm, được trang trí thì nhất định sẽ đẹp. Quý vị thấy như cái liều này đây, dựng lên là một chuyện. Pháp Hòa nghe hôm qua chiều, Pháp Hòa về đây đó, nghe mấy anh em kể khi mà mua liều này nè, order liều nó gửi về rồi, tháo ra chân liều không giống của nó. Cái liều này ngắn ngủn để không được. Phone lên cái hãng bán liều, nó nói bây giờ là muốn có một bộ mới phải đợi 10 ngày sau. Mấy anh mới nói đâu có được, bữa nay thứ sáu tôi căng là chủ nhật thì tôi xài rồi, bây giờ mấy anh phải tìm cách nào đền cho tôi cái chân liều cho nó đúng, cho tôi mua mới mà. Nó nói bây giờ làm sao, bây giờ anh bỏ vô thùng lại cho tôi hết đi, 3 giờ tôi tới lấy, mà lúc đó 1:30 rồi. Vậy mà phải tìm mọi cách vô lại hết những cái bộ phận không đúng, vô cái thùng, trả lại cho cái hãng bán liều, và hãng bán liều mang lại cái chân liều mới, mới có cái liều của ngày hôm nay. Quý vị kể, quý vị nói hồi đầu tưởng ít, mới đầu 1 xe bus, 2 xe bus, 1 cái liều, 2 cái liều, cuối cùng 5 xe bus, 6 cái liều. Pháp Hòa mới nói chỉ còn cái nữa làm liều. Và quý vị thấy rằng tuy rằng chúng ta ngồi trong cái liều đơn giản này, nhưng mà để cho cái liều nó có một chút gì hoa màu thì chúng ta phải thiết kế ở cái bàn Phật, 2 chậu bông, rồi có một chút cái bụt lên. Mặc dù đơn giản nhưng cũng phải có cái gì đó để nó điểm vô. Mình xào một dĩa đồ xào đâu phải chỉ xúc ra để một dĩa đâu, phải không? Làm cho cái dĩa nó đẹp, rắc miếng tiêu, để cọng ngò. Cuối cùng lỡ mà mình xúc cái dĩa nó lem ra đó, lấy giấy lau chùi cái sạch cái dĩa, đem ra người ta thấy được cái nội dung của dĩa đồ xào, mà người ta còn thấy cái gì? Mỹ thuật của dĩa đồ xào. Cho nên cuộc sống của chúng ta, nội dung lời nói là một chuyện, nhưng mà mỹ nghệ thuật để chúng ta diễn đạt cái nội dung của mình, để cho người khác không khổ đau, buồn phiền vì cái cách nói của mình, đó là người tu chứ gì đâu. Thôi giờ chúc đại chúng ai ai cũng là một người tu, chứ đừng nói tu có tu, tu không tu. Không, đừng có sợ chữ tu, tu không có gì hết á. Phải nhận mình là người tu. Là gì? Tôi là người đang sửa. Mình phải nhận mình là người tu, lỡ mình có dở, nói anh quên rồi sao? Tôi là người đang sửa mà. Chị quên rồi sao? Tôi là người đang tập mà. Không, còn nói tu không tu nghĩa là anh tu tới rồi đó. Mà anh tu tới mà làm lỗi là người ta trách còn dữ nữa. Còn mình cứ nhận mình là người tu thì mình mãi mãi phải tu, chứ không bao giờ dừng tu. Còn thở là còn tu. Vì sao? Vì ngày nào cũng có cái mới để cho chúng ta học. Chúc đại chúng có một ngày an lạc. Một người thấy không? Lời nói dễ thương, hành động dễ thương, tâm ý dễ thương, mà người dễ thương như vậy mà chúng ta không thương được người đó thì bị thiệt mình là một người dại dột. Bây giờ trong khi đó có những đứa con nó hỗn hào, nó ngỗ nghịch, vậy mà mình cuốn cung với nó, mình sợ nó muốn chết, tại vì sợ nó hư thêm. Còn cái đứa mà nó tốt như vậy mình không biết nhận diện, mà mình sống bằng cái tâm lý hờn tức của mình, không biết lý do, thì như vậy là tội nghiệp nó. Mà bây giờ nó mới 11 tuổi thôi, mà nó còn nhỏ thì cái tâm thức nó chưa có bị hoàn cảnh bên ngoài nhiều, thì nó im lặng, nó nghe theo cái sự tức giận của mình. Nhưng nó gom cái đó trong lòng,
lâu ngày nó thành một cái đứa nhỏ mà nó bị trầm cảm, hoặc là nó có một cái khoảng cách giữa mình với mẹ, là hễ mỗi lần gặp mẹ là mình có những khó khăn với mẹ. Như vậy là chính mình đã đưa mình đi vào cái chỗ gọi là khó khăn, và đặc biệt nữa là mình đưa con mình vào cái con đường bệnh trầm cảm mà nó đang từ từ, tại vì nó mới 11 tuổi. Nếu mà cứ như thế mà tiếp tục thì đứa nhỏ này sẽ trở thành một đứa khổ đau. Và một là nó cứ im lặng như vậy nó sống, hai là nó sẽ bộc lộ với một người khác là mình in trouble, thấy không? Ba nữa là nó sẽ dùng cái cách đó, bởi vì nó hấp thụ từ cái đó, nó sẽ vung vẩy cái đó với người thân sau này của nó. Cho nên cái này là một cái nguy hiểm mà bây giờ mình chưa thấy. Và ở đây là mình nói đến cái tâm lý của cha mẹ với con cái. Còn cái chuyện mình nói là nghiệp lực quá khứ gì đó, mình khoan nói cái chuyện đó. Mình không có, mình nói cái đó mình sợ nó xa. Trước mắt là thấy cái sai của mình. Cái sai của mình là không biết mềm mại, không biết tiếp nhận, không biết trân trọng những gì mà đứa con nó làm cho mình. Thì cái đó là một cái điều mà sơ sót của mình. Cho nên nếu như mà mình gặp những cái trường hợp đó là mình phải chỉnh lại ngay. Là bởi vì chúng ta là người lớn, chúng ta có thể điều phục những cái tâm bất bình của mình được. Một đứa nhỏ mà nó phải chịu như vậy thì quá tội cho nó. Thành thử mà trong khi đó có những đứa nhỏ cỡ tuổi nó thôi mà hung dữ, mà rất là khó thương, mà rốt cuộc cha mẹ còn phải học cái cách mềm mỏng, dung nhiếp, tha thứ, ôm ấp nó, bởi vì nó là con mình. Mà một đứa nhỏ nó ngược lại hoàn toàn, mà mình không có trân trọng, không có appreciate nó, không có nhận diện được những cái dễ thương của nó. Mà nếu ví dụ mình với con mình cái đó là tốt nghiệp quan trái, thì đây chính là cái chúng ta gọi là giải nghiệp, giải oan. Nếu mà mình cứ bộc lộ cái đó, nghĩa là mình sống tùy theo cái nghiệp bất thiện đó. Còn nếu mà mình biết rằng đây là cái nghiệp bất thiện giữa nó với mình, thì mình phải cố gắng khắc phục cái đó để mình chuyển hóa cái nghiệp đó, sớm chừng nào tốt chừng này. Cho nên cả hai thứ, dù là nghiệp lực quan trái trong quá khứ hay dù là tâm lý giữa mình với con mình, thì ngay lúc này phải dừng lại cái chuyện đó. Có chúng ta gọi là dừng lại cái nghiệp. Mình đang sống bằng cái nghiệp giận tức, mà tại sao mình đổ lên đứa con này? Tại vì nó là cái đứa im lặng, dễ thương, nó chấp nhận, nó nghe mình. Có nhiều khi mình giận cá, mình chém thớt cũng không chừng. Tức là mình tức giận ở đâu đó, mình trút lên cái đứa nhỏ này. Mà quý vị để ý, thường thường ở trong nhà, một đứa con nào mà hiền lành mà nó nghe lời là thường đứa lỗ. Tại vì nó luôn luôn nó phải chịu đựng những cái cơn giận của cha mẹ với ai đó. Và đa số là tức anh không dám nói, tại anh nó hổ, nói nó quạt lại, đổ lên đứa em. Hoặc là ngược, nói chung là cái đứa nào mà nó im lặng là đứa đó thường cái lỗ lại. Mà nếu chúng ta không có tỉnh thức, chánh niệm, nhận ra cái đứa nhỏ đó nó phải đang chịu những cái oan, dù nó không làm gì, thì có phải là mình sống thiếu chánh niệm mà mình lại đổ qua những cái bực tức rác rưới cho cái đứa khác thì tội nó. Cho nên dù là tâm lý trong cuộc sống, dù là nghiệp lực, thì chúng ta đều phải chuyển hóa cái này. Còn nếu không thì lâu ngày cái tập nghiệp này nó dần nó lớn lên, đứa nhỏ này nó lớn lên nó trở thành một đứa trầm cảm, hoặc lớn lên nó thành những đứa ngỗ nghịch với mình, là vì từ nhỏ mình đã không tốt với nó. Thì như vậy tội nghiệp cho nó. Một đứa nhỏ lẽ ra mình được phải huấn đúc, phải tôi luyện nó thành một đứa nhỏ dễ thương, mà chính mình đã đem cái lửa phiền não mình đun nó thì không nên. Thế thì cái điều này là chúng ta cần phải nhận thức rõ ràng và chuyển hóa càng sớm càng tốt. Câu hỏi thứ hai. Xin thầy hoan thị cho con biết, nếu là những người đó tuy họ không sát sanh nhưng vì cái nghề nghiệp họ làm cho chủ, như chẳng hạn họ làm công việc trong bếp phòng, thì mỗi ngày
như vậy sau này họ có mang cái nghiệp bệnh không thưa thầy? Tức là cái vị này muốn hỏi là họ đi làm công nhưng mà mỗi ngày họ bầm bầm thịt chứ không phải là bầm chặt, ở đây chỉ bầm chặt thì như vậy cái người mà bầm thịt đó có bị mang cái nghiệp bệnh không thầy? Quý vị nghe rõ câu hỏi là thưa đại chúng, là trong cuộc sống chúng ta thường gọi là sinh sống, tức là mình phải có những cái sinh hoạt gì đó để chúng ta có được sự sống. Thì ai cũng phải đi làm việc, nhưng mà có những nghề nghiệp nó lộ cho chúng ta thấy rõ trong đó có phạm lỗi. Có những cái nghiệp nó không lộ nhưng mà nó hình thức khác. Ví dụ như trường hợp quý vị Phật tử mà đi làm trong nhà hàng thì rõ ràng thấy nghiệp sát sinh, bọc thịt, sắc thịt, lóc thịt, từ ví dụ vậy. Nhưng bây giờ ví dụ một cái người đó họ làm trong một cái hãng in giấy, hàng ngày họ thải ra, hay là hãng đồng, hãng sắt, hãng đá gì đó, nó cũng có lỗi với những cái môi trường khác. Vậy thì do sự sống thì chúng ta không thể hoàn toàn không có lỗi được. Đã là người sống trong cuộc đời này, chúng ta làm những cái việc gì mà chúng ta chỉ nhận nó là tương đối, chứ còn đi kiếm cái tuyệt đối là không ra. Ví dụ tối nay quý vị ở Tucson lái xe lên đây mấy tiếng nghe pháp thoại, trên cái hình ứng là quá dễ thương đi nghe pháp thoại. Nhưng mà trong quá trình đi xa như vậy có lỗi không? Có. Bao nhiêu con bò hống, con thiêu thân nó lao vô trong cái đèn xe của mình, nó chết. Rồi bây giờ một cái người khác làm cái nghề, gọi là điêu khắc tượng Phật, có lỗi không? Cũng có. Cái cây ta đang tốt vậy, chặt nguyên cái cây xuống để làm một cái chuyện gọi là làm tượng Phật. Như vậy thì trong cuộc sống của chúng ta, nếu mà nói cho cùng thì tất cả những việc làm gì nó cũng đều có chút ít vướng lỗi trong đó. Nhưng mà vì cuộc sống thì chúng ta phải đành chấp nhận vậy. Nhưng mà ở cái phương diện làm nhà hàng thì cũng khó nói, bởi vì đó là sự sống của người ta. Thành thử ra với cái chính đương sự làm nhưng mà vẫn biết. Còn thí dụ như là nghiệp lực thì nó cũng có chia phần trong đó, bởi vì nghiệp nó cũng có tội, nó cũng có phần thôi, phước nó cũng có phần thôi. Cái phần nào mình, thí dụ đây là mình có cái lỗi, mà lỗi gì? Lỗi không cố ý. Đây là vì sự sống mà làm. Cho nên cái việc này tùy theo một cái nhìn, thí dụ mình nhìn tương đối hay là mình nhìn tuyệt đối. Nếu mình nhìn tuyệt đối thì chắc có lẽ không chấp nhận việc gì hết. Còn mình, nếu mình tương đối trong cuộc sống thì mình có thể phương tiện. Ở đây thì chúng ta làm những gì trong cái phạm vi mà vì có sự sống của chúng ta. Ví dụ như bây giờ những người mà người ta làm ở trong phòng lab, người ta phải có điều khi ta thử thuốc, vân vân. Cho nên tất cả ít nhiều trong cuộc sống này, khi chúng ta muốn thành tựu được một cái gì thì nhất định phải có những cái hy sinh của người khác. Thôi thì chúng ta chỉ biết nhận những cái đó như là cái sự hy sinh để chúng ta trân trọng sử dụng nó một cách gọi là hết lòng chứ không phù phí. Ví dụ như mình chặt một cái cây, mình làm, ví dụ quý vị thấy ở bên Tây Tạng người ta vẫn còn ăn thịt, ta không thể ăn chay, bởi vì xứ Tây Tạng không thể trồng rau. Nhưng bây giờ so ra giết gà, giết vịt, không nuôi được mấy người thì người ta không giết mấy con đó, người ta giết một loại bò, mà con bò này nó chỉ có ở nước Tây Tạng thôi. Thì cái con bò nó tên là con Jack. Thì con Jack này khi giết nó, thịt có thể ăn được cả trăm người, và mỡ nó thì có thể đem đi làm dầu để đốt, lông của nó có thể làm áo, làm mền để mặc mùa đông. Thì cái con vật đó nó phải hy sinh để nó nuôi sống cái dân chúng ở đó qua ba phương diện.
dầu mỡ, rồi áo lạnh, những đồ ấm và thịt để nuôi họ, thì nó, người ta ăn nó vì cái hoàn cảnh, nhưng mà người ta trân trọng sự hy sinh của nó. Thì chúng ta cũng thế, chúng ta lấy máu thịt của chúng sanh để nuôi sống đời sống của mình, thì những cái gì chúng ta có được, chúng ta hãy trân trọng từng cái tiền mà chúng ta có được từ cái sinh mạng của người khác, rồi chúng ta sử dụng nó một cách chính đáng, để chúng ta không có cô phụ cái hy sinh của người khác. Chứ còn trong cuộc sống này đi tìm cái tuyệt đối không có. Bây giờ quý vị thấy mình đi xe, mỗi lần mình đề xe, mình lái xe mình đi, xăng nó thải ra những cái chất ô nhiễm, thì trong đó cũng có không? Còn nếu sát sinh, mình nghe bệnh trong người mình mà có bệnh vi trùng gì là muốn thuốc uống diệt vi trùng. Như vậy thì trong khi cái quá trình mình uống cũng có sát sinh trong đó vậy. Nhưng mà vì bảo vệ sự giữa con người mình với một con vi trùng trong cơ thể, thì mình phải duy trì cái mạng này để mình làm được việc tối thượng hơn, vậy thôi. Chứ còn trong cuộc sống này tìm cái tuyệt đối rất là khó, bởi vì cuộc sống chỉ là cuộc sống tương đối. Thì cái đó là cái nghĩ của Pháp Hòa thôi. Chứ còn có thể có những người khác, người ta có những cái nhìn nó khác hơn. Hay là con thỉnh quý tôn đức có thể bổ túc thêm, để cho đại chúng được rõ cái nghĩa lý này, mà khi làm việc thì nó nhẹ nhàng hơn chút. Như là Phật thỉnh quý này giống quý này. Câu tiếp tục: Kính Thầy, Hoan Thị chỉ dẫn giùm con sự khác biệt giữa hồi hướng và phát nguyện. Sự khác biệt giữa hồi hướng và phát nguyện sau khi đọc kinh xong, con thấy các kinh đọc là Sa Bà Ha, mà các kinh thì đọc là Sa Bà Ha. Cũng giống một bài kinh chủ đề ri như vậy, đọc sao cho đúng? A Di Đà Phật. Thưa đại chúng, trên cái tinh thần tu tập thì chúng ta có hai cái điều đẹp mà chúng ta có thể làm, đó là phát nguyện và hồi hướng. Phát nguyện là tự tâm, hồi hướng là vì người. Nhưng mà trong khi phát nguyện, thật sự ra cũng vì tất cả. Ví dụ như Thái tử Sĩ Đạt Ta, nếu Ngài không có thấy cảnh khổ của chúng sanh, Ngài đâu có phát nguyện tốt. Địa Tạng Bồ Tát không thấy cái khổ của chúng sanh nơi địa ngục, Ngài đâu có phát nguyện cứu độ. Quan Âm Bồ Tát không thấy cái khổ của chúng sanh, Ngài đâu có phát nguyện cứu khổ. Dược Sư Phật không thấy cái khổ của chúng sanh, cái nhu cầu của chúng sanh, Ngài đâu phát 12 nguyện. Thế thì nguyện đó là tâm hạnh của chúng ta, mà người tu nào cũng phải phát nguyện. Bởi vì khi chúng ta có phát nguyện thì cái đường tu của chúng ta nó mới thăng tiến, bởi vì nguyện giống như là cái lực nó đẩy mình. Ví dụ Phật tử phát tâm quy Tam Bảo thì tự tâm đã thành phát tâm quy. Nhưng sao phải đến bằng Phật? Nhờ chư Tăng. Bởi vì thời Phật mình đến thẳng Đức Phật, xin quy y là Phật nhận cái là quy Tam Bảo rồi đó. Nhưng thời nay không có Phật thì chúng ta đến trước hình ảnh Đức Phật, nhờ chư Tăng truyền cái pháp tam quy. Chư Tăng là Tăng Bảo, cái pháp tam quy là pháp bảo, và tượng Phật đó là Phật Bảo, đó là thế gian trụ trì Tam Bảo. Nhưng mà nhờ phát nguyện như vậy cho nên nó có cái lực, nó hướng chúng ta đi xa hơn trên con đường tu tập. Và chính khi có phát nguyện thì cái sự nỗ lực tinh tấn của chúng ta mới có. Và có như vậy rồi chúng ta mới có dư để hồi hướng. Phải qua ví dụ, mình thấy làm ăn được cho nên mình bắt đầu phát muốn đầu tư vào công việc đó. Và khi làm ăn được có tiền thì chúng ta mới có thể bố thí giúp người. Vậy thì cũng thế, nhờ phát nguyện tu tập mà chúng ta mới có công đức. Rồi có công đức chúng ta mới hồi hướng cho người. Như vậy, người tu không phát nguyện, tu không tới.
Vì vậy cho nên Ngài thật hiền còn phải nói đó. Không? Thật hiền tôi là một kẻ bất tín, tôi từng nghe cửa chính yếu vào đạo thì sự phát tâm lập nguyện là trước hết. Nguyện không lập đạo không thành. Có một lập nguyện thì đạo mới mong nhẹ thật. Trong kinh Hoa Nghiêm nói quên mất mà còn cái tâm bồ đề đó mà còn như vậy, huống hồ là không có phát. Như vậy từ đâu mà phát được cái nguyện? Vì cái tâm bồ đề, tâm giác ngộ, tâm thương chúng sanh mà phát nguyện. Hai vợ chồng thương nhau, hai người thương nhau thành vợ chồng bắt chi làm lễ cưới. Vậy thì lễ cưới đó để hai người đã phát nguyện và biết rằng mình kể từ hôm nay đã chính thức có gia đình, thì sống đúng cái bổn phận của một người đã có gia đình. Như vậy cái phát nguyện rất là cần cho một hành giả tu tập. Ngài Huyền Trang nếu không phát nguyện đi về Ấn Độ để thỉnh kinh thì Trung Hoa không có những bộ kinh. Và khi Ngài không đem kinh về thì không thể dịch được những kinh đó, thì chúng ta thiêu son. Phải không? Vì vậy cho nên khi trên đường đi những cái gian lao khổ cực, người ta nói bây giờ Ngài quay về lại phương Đông, tức là Trung Quốc á, thì khỏe, thì Ngài nói một câu: thà chết ở phương Tây chứ không sống ở phương Đông. Nghĩa là thà tôi chết ở giữa đường đi về phía Tây còn hơn tôi quay về gọi là tìm cái chỗ an nhựa nhàn không khổ cực. Cho nên ở bên Nhật Bổn có một cái điện thờ Ngài Huyền Trang, và trong cái điện đó người ta để hai chữ bất đông. Bất đông nghĩa là gì? Là không quay về phương Đông. Để hai chữ bất đông. Như vậy thì khi chúng ta có phát nguyện, có phát nguyện là có sự nỗ lực tu tập, và có tu tập là nhất định sẽ có công đức, và từ đó chúng ta hồi hướng. Đó là nói phát nguyện và hồi hướng. Hồi hướng là gì? Hồi là mình quay trở lại mình, hướng là mình hướng về người. Vậy thì trước khi mình hướng về người, mình phải hồi lại mình, coi coi công đức của mình nhiều hay ít, cái đó hay là lý sự như thế nào để chúng ta hồi hướng cho người. Ví dụ như trong một buổi họp, gọi là họp mà, họp thì dĩ nhiên là phải có những tranh cãi, ý kiến bất đồng vân vân, bình thường là không có sao hết. Thì khi mà họp xong rồi, chúng ta đọc một bài hồi hướng. Nhưng mà bài hồi hướng đó không phải là nguyện đem công đức này, mà hồi hướng đó chúng ta nên đọc bằng bốn lời thệ nguyện. Hay là nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não. Để làm gì? Để thế thế thường hành Bồ Tát Đạo. Vậy thì trước khi chúng ta hướng, chúng ta phải hồi lại là cái buổi lễ, cái câu này trong cái trường hợp này là cái gì mà chúng ta sử dụng bài đó. À, đây là một buổi họp, mà họ vì Phật sự là làm Bồ Tát, cho nên phát nguyện bỏ hết tất cả các chướng ngại và nguyện tiêu tam chướng chư phiền não, nguyện được trí tuệ chân minh liễu, nguyện đắc trí tuệ chân minh liễu, xin được tội chướng điều tiêu trừ, đời đời làm hạnh của Bồ Tát. Thì cái buổi họp này chúng ta trước khi hướng, chúng ta hồi coi trường hợp gì mà chúng ta sử dụng bài nào cho nó phù hợp. Đó cũng là một hình thức hồi hướng. Quý vị hiểu được cái ý và nói vậy đó. Cho nên hồi hướng có bốn cách: hồi nhân hướng quả, tức là mình là cái nhân tu tập nè, và mình hướng về cái quả cao đẹp. Tất cả chúng ta ngồi đây hôm nay, chúng ta làm những công việc này, xây chùa, những chùa làm Phật sự, đây là hồi nhân đây. Để hướng đến cái quả là gì? Hướng dẫn cho tâm linh của mình, đời sống của mình, con cái của mình, và trong tương lai chúng ta có chết đi, ngôi chùa này vẫn còn tồn tại cho con cháu của chúng ta. Đây là hồi nhân hướng quả. Thấy được cái quả mà tạo được cái nhân. Hồi sự hướng lý. Hồi cái sự, tức là tất cả những gì chúng ta đang làm là phương tiện, là hình thức để hướng đến cái đạo lý cao siêu. Hồi tiểu hướng đại. Có đôi khi chúng ta hy sinh cái nhỏ chỉ vì cái lớn.
Giống như là Pháp Hòa hay ví dụ, trong một cái đạo tràng mà nếu mà chúng ta thôi thôi, người đó họ nói đụng chạm tôi chút không sao đâu, tôi bỏ qua để cho đạo tràng được yên tĩnh. Nếu tôi mà làm lên nữa thì lại lùm xùm không hay. Đó là hồi tiểu mình là tiểu, hướng đại là vì đại chúng. Hồi nhân hướng quả, hồi sự hướng lý, hồi tiểu hướng đại, hồi tự hướng tha. Hồi tự hướng tha nghĩa là mình quay lại mình, để mình thấy được tất cả là cái chung. Cho nên Phật Bồ Tát, mình tự thấy mình phải nỗ lực như thế nào để cho đại chúng được lợi. Ví dụ như có đôi lúc sáng đại chúng ngủ dậy ha, trời ơi quý thầy cả ngày làm việc rồi, sáng rồi cũng phải hướng dẫn tụng kinh, nhiều lúc cũng muốn ngủ thêm lắm chứ, nhưng mà không được, mọi người đã chờ mình, phải không? Một mình lên mà đại chúng được hướng dẫn tu tập, đó là hồi tự hướng tha. Cho nên ngồi dậy ra đại chúng tu tập với đại chúng. Như vậy hồi hướng không chỉ hạn hẹp là đứng trước bàn Phật, chúng ta nói điều đó, mà chúng ta thể hiện sự hồi hướng của chúng ta ngay trong đời sống của mình. Bây giờ gia đình đang có khách, mình với người kia ông chồng lũng củng gì đó, thôi im lặng hết, tại phải vì cái chung, vì cái đại gia đình ta đang tập hợp đây đông đảo quá mà. Cái đó gọi là gì? Hồi tiểu hướng đại hay là hồi tự hướng tha? Không, hồi nhân hướng quả là cái nhân là mình nín một chút mà cái quả là vui vẻ cả làng đó. Cho nên hồi hướng bây giờ nó thành ra một pháp tu, chứ không phải chỉ là những cái câu nói bình thường. Tụng kinh xong cái nguyện đem công đức này, ăn xong cũng nguyện đem công đức này, gây lộn xong cũng nguyện đem công đức này. Mình phải biết tùy trường hợp. Cho nên hồi hướng có bốn cách, nhớ không? Hồi tiểu hướng đại, hồi sự hướng lý, hồi nhân hướng quả, hồi tự hướng thân. Đó là mình nói về phát nguyện hồi hướng. Trong cái bài Thủy Sám, trong cái văn Thủy Sám có mấy câu cuối. Chúng con đã tu, đã phát nguyện, đã hồi hướng, đã tu phước trí, đã làm cái nguyện và đã hồi hướng trọn vẹn. Cho nên á, người có trí tuệ nhận biết pháp tu là rồi, chừng đó mình phát nguyện, khi mà mình có tu, có phát nguyện rồi thì chúng ta có được cái dư hay là cái có để mà hướng cho người. Nói tóm lại, anh muốn hướng cho người ta, trước hết anh phải hồi. Anh có cái gì để anh hướng? Anh mời người ta ăn mà trong nhà không có gì hết là anh hướng gì? Cũng giống như Pháp Hòa, quý vị Pháp Hòa ví dụ như quý vị dự trù, bỏ tiền trong bóp, nghĩ bụng có một thầy à, tới hồi lên chánh điện sau 4 năm thầy, giờ mà lỡ bỏ con bao thơ cái bắt đầu trước khi hướng về mấy thầy cúng phải bóp bóp đếm chia cho đều, thí dụ vậy. Đó là mình làm một cái việc gì, trước khi mình làm mình phải quay trở lại kiểm soát cho kỹ càng. Cái đó là hồi, trước khi hướng, phát nguyện hồi hướng. Giờ nói tới cái chuyện gọi là câu hỏi thứ hai là sa bà ha hay ta bà ha đó. Thưa đại chúng, tất cả những cái câu kinh mà chúng ta tụng phần lớn là phiên âm từ tiếng Phạn. Dịch kinh nó có hai loại dịch, một là dịch âm, hai là dịch nghĩa. Dịch âm nghĩa là chúng ta chỉ phiên cái âm nó ra thôi. Thí dụ như tiếng Phạn là Đà Ra Ni thì chúng ta âm lại là Đà Ra Ni hay là Đà La Ni. Như vậy thì Đà La Ni hay Đà Ra Ni, cái nào cũng được hết, tùy theo cái vùng, không? Tùy theo vùng Bắc hay là Huế hay là Nam gì đó mà phát âm cái chữ đó. Nhưng mà nếu mà nói là phát âm cho nó gần nhất thì chúng ta đọc Đà Ra Ni thì nó gần hơn cái chữ nguyên thủy là Đà Ra Ni. Thiên thủ thiên nhãn đại bi tâm Đà Ra Ni, nó gần với cái chữ Phạn hơn là Đà Ra Ni. Tiếng Phạn là Đà Ra Ni. Cũng giống như chữ Nam Mô, Nam Mô phải tiếng Việt, Nam Mô cũng chẳng phải tiếng Tàu,
Nam Mô là tiếng Phạn. Nam Mô là tiếng Phạn. Mà cái chữ Nam Mô đó có 6 nghĩa. Cho nên để nguyên chữ đó, không dịch. Bởi vì hễ nghe chữ Nam Mô là tự nhiên nó có một cái năng lực linh thiêng, và nó trọn vẹn được cái nghĩa. Cho nên có chỗ dịch là hướng về kính lại, đó là dịch từ chữ Nam Mô đó. Kính lễ Bồ Tát Quan Thế Âm, đó là cũng dịch từ chữ Nam Mô. Nhưng mà khi chúng ta để nguyên chữ Nam Mô thì tự nhiên nó có một cái gì đó, nó linh thiêng ở trong cái bài kinh đó. Cho nên để yên mà không dịch. Mặc dù có thể dịch được là kính lại, kính lễ gì đó, nhưng mà chữ Nam Mô để nguyên như vậy. Đó là Đà Ra Ni. Rồi giờ nói cái chữ Sa Ha. Cái chỗ, cái nguyên âm của tiếng Phạn là Sa Ha. Khi mà đọc là chữ H á, theo Sa, chữ V nó nhẹ đi, đọc là Sa Ha. Thì ngoài Bắc phiên âm là Sa Bà Ha, bởi mình âm cho nó rõ. Có chỗ âm là Ta Bà Ha. Như vậy thì khi chúng ta đọc Ta Bà Ha và Sa Bà Ha cũng được hết. Nhưng mà nếu nói cái chữ gần nhất với cái phiên âm là Sa Bà Ha, nó gần hơn, bởi vì cái nguyên thủy tiếng Phạn là Sa Ha. Ga Tê Ga Tê Pa Ra Ga Tê Pa Ra Sam Ga Tê Bồ Đề Sa Ha. Bồ Đề là Bù Đi là Bồ Đề đó. Không, cho nên mình gọi là Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Nguyên thủy tên của Ngài là Bodhidharma. Bodhidharma mình mới âm lại là Bồ Đề Đạt Ma. Quý vị rõ được chỗ đó ha. Còn dịch nghĩa, nghĩa là chúng ta dịch thẳng cái nghĩa lý nó là cái gì thì dịch thẳng. Thí dụ như chữ Ta Bà Ha, một nghĩa dịch không được, bởi vì chữ Ta Bà Ha nguyên thủy nó 6 nghĩa. Nó là viên mãn, là cứu cánh, là tịch diệt. Mà nếu dịch một chữ nào nó cũng thiếu cái nghĩa của nó. Cho nên để nguyên chữ Ta Bà Ha. Và đó cũng là một trong những lý do mà Ngài Huyền Trang được đề nghị khi dịch kinh có những chữ không nên dịch. Bởi vì một là nó nhiều nghĩa, hai là nó linh thiêng. Thí dụ như chữ Bát Nhã cũng không phải là tiếng Việt, cũng chẳng phải tiếng Tàu, vì Bát Nhã là tiếng phiên âm từ chữ nguyên thủy của nó là Prajna. Prajna chúng ta âm lại là Bát Nhã. Và tách chữ ra Bát là gì, Nhã là gì, không thể giải thích như vậy được, vì nó là một chữ phiên âm. Còn nếu giải thích Bát Nhã nghĩa là trí tuệ rộng lớn. Quý vị hiểu được chỗ đó ha? Dạ, một phần. Cảm ơn thầy tọa. Đã nghe của chúng con là mỗi lần tụng kinh là điều hồi hướng, chúng con thấy thầy tọa giải thích hay lắm. Mà hồi tiểu quá bỏ chuyện nhỏ thành chuyện lớn. Dạ. À, câu kết tục Nam Mô A Di Đà Phật. Thưa thầy, người có tấm lòng từ vô lượng, chuyên thực hành bố thí, không phạm ngũ giới sát sanh, trộm cắp tà dâm, nhưng không theo đạo Phật, không quy y Tam Bảo, vậy người ấy có được chứng niết bàn, được thành Bồ Tát, thành Phật được không ạ? Kính xin thầy cho con biết vì sao được hay vì sao không được. Câu hỏi là nếu một người không có quy Tam Bảo, không giữ giới, nói chung là không có liên hệ gì đâu mà thế. Nhưng mà đời sống của họ rất nhiều những cái liên quan đến đạo Phật. Vậy thì người đó có chứng quả được không? Dạ thưa, câu trả lời là được ạ. Bởi vì đại chúng nhớ là Phật không phải là một tôn giáo đức tin. Mình phải tin Phật mình mới được cứu, còn mình không tin Phật không được, không phải vậy. Đạo Phật nghĩa là con đường tỉnh thức, và bất cứ ai muốn có đời sống an lạc, hạnh phúc, chánh niệm thì có thể theo được hết con đường này.
không có luận. Ví dụ Pháp Hòa nói đơn giản thôi, ăn chay có phải dành riêng cho Phật tử không? Không, ai cũng có quyền ăn chay hết. Bởi vì nếu mà người nào cảm nhận được cái món ăn chay vừa thanh khiết, vừa ngon, vừa bổ, vừa không bệnh tật, phải không, vừa không có tổn hại những sinh mạng, thì bất cứ ai cũng có quyền ăn chay chứ, đâu phải luận là Phật tử mới được ăn chay, hay là đâu phải luận là người đó phải quy Tam Bảo mới được ăn chay. Thậm chí có nhiều người quy y mà chưa hề ăn chay ngày nào kìa. Thậm chí có những người đi quy y để lấy pháp danh rồi mà chưa ăn chay ngày nào kìa. Và có những người, người ta không hề quy gì hết nhưng mà ta ăn chay trường. Và có những người chưa hề thọ Bồ Tát giới gì hết mà còn hơn Bồ Tát. Còn có những người thọ Bồ Tát giới rồi mà như phàm phu chưa tu vậy. Thì cái chuyện đó không có phản luận trên vấn đề họ cái gì cả. Niết bàn, chứng niết bàn là gì? Nghĩa là khi tâm thức người đó không còn khổ đau phiền não gì hết là người đó có niết bàn. Vậy thì niết bàn là cái trạng thái của tâm chứ đâu phải là cái chỗ để ai có là tới được đâu. Một cái người mà người ta sống cuộc đời người ta thân không làm ác, miệng không nói ác, ý không nghĩ ác, ba nghiệp thanh tịnh, thì người đó vãng lai tự tại, họ đang sống ở cõi trời chứ không luận là Phật tử. Bát Quan Trai nè, cái pháp Bát Quan Trai đó có phải dành riêng cho Phật tử không? Không. Người nào chưa quy Tam Bảo, không biết gì hết, nhưng mà thấy được lợi ích của cái pháp Bát Quan Trai này, người đó vẫn được quyền thọ Bát Quan Trai, chứ không bắt buộc người đó phải quy Tam Bảo, phải có pháp danh, phải thọ ngũ giới rồi mới được Bát Quan Trai. Vì cái Bát Quan Trai là một cái giới tu tập trong 24 tiếng đồng hồ. Sau 24 tiếng với cái giới này nó không còn tác dụng, thì cái người đó phát tâm họ tu được một ngày thì quý chứ, mặc dù họ chưa phát tâm quy Tam Bảo, chưa có pháp danh. Cho nên Bồ Tát là một người cứu khổ chúng sanh, không lẽ đợi anh là Phật tử mới được cứu à, còn người khác không được cứu à? Phải không? Quý vị thấy đi làm từ thiện không, nhà thờ cũng đi làm từ thiện vậy, đâu phải chỉ đạo Phật mới có từ thiện. Hay là nói ngược lại là Phật giáo cũng đi làm từ thiện được, chứ đâu phải là người Thiên Chúa giáo mới được đi làm từ thiện. Cho nên cái đó nó chỉ quy y làm một Phật tử tín đồ, nó còn hạn ở trong cái phạm vi phàm tình của chúng sanh mà nói thôi. Chứ còn tất cả những cái đẹp, những cái hạnh lành đó, nó không có ngăn, nó không có biên giới, nó không có chỉ định cho ai cả. Rồi, Pháp Hòa giải thích như vậy để chúng tạm hiểu. Thầy chỉ định vào vì còn rất là nhiều câu hỏi cho đêm nay không có mọi chuyện. Như vậy thì chịu không? Gì chứ cái đó là chịu liền. Đây là giải thoát truyền phượng. Câu hỏi tiếp theo. Kính thưa Thầy, cho con hỏi hai câu. Câu hỏi 1, phải cha con chết ngày 13 tháng 5 hàng năm, em trai con phu buổi trưa ngày 13 tháng 5, con ở xa không về được nên con cúng buổi chiều ngày 13 tháng 5. Nhiều người nói cúng buổi chiều cha con không ăn được mà còn bị cô hồn đánh, nên con đổi lại ngày cúng buổi trưa ngày 12, nghĩa là cúng trước một ngày. Xin Thầy cho một lời khuyên để con biết cúng ngày nào đúng hơn. Câu hỏi 1. Câu hỏi 2. Con là Phật tử đã quy Tam Bảo, bốn giới con giữ được hoàn toàn, riêng giới sắc sanh con chỉ giết con ruồi, con muỗi, con nhện nhện mà thôi. Vậy con có phạm giới sắc sanh không? Nếu có thì con phải làm sao? Bởi vì những con này nếu con không giết nó sẽ gây hại đến sức khỏe những người, những thành viên trong gia đình con. Xin Thầy chỉ dạy. Con cảm ơn Thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Câu hỏi thứ nhất là về vấn đề cúng kiến. Người mất, mất ngày 13 mà mình cúng ban đêm á, chiều đó, thì có người nói là không nên, bởi vì cúng như vậy là bị cô hồn đánh. Thì bây giờ có một cách
cô vẫn có thể cúng được ngày đó mà không bị sao hết là nhờ cái người nói đó can thiệp giùm với cô hồn. Bởi vì không ai, ngay cả ông thầy còn không biết có cô hồn bị đánh mà người đó biết là người đó giỏi quá rồi. Phải không? Thầy không biết có vụ đó mà cái vị đó biết vậy là người này quá siêu. Thôi thì nhờ vị đó can thiệp với cô hồn đấy. Hey, you stay on the side. Những cái quan niệm đó là quan niệm tà kiến, nó không có một chút lý lẽ gì. Mà thưa đại chúng, cái cúng kiến nó cũng chẳng nằm ở trong Phật giáo. Đây là cái truyền thống văn hóa của người Việt Nam. Chúng ta luôn luôn nhớ nghĩ đến ông bà tổ tiên, sống thì sinh nhật, qua đời thì ngày mất. Người phương Đông không quan trọng ngày sống, quan trọng ngày mất. Cho nên ít có phương Đông mình ăn sinh nhật là sau này bắt trước tay. Chứ còn cái cách của người phương Đông của chúng ta là tại vì sao? Tại vì người đó còn sống, mình thấy hàng ngày mình đối xử tốt là sinh nhật rồi. Chứ đâu phải đợi sinh nhật mới tặng quà. Ngày thường chửi người ta muốn chết, tới ngày sinh nhật mua bông tặng. Vậy thì tại sao hàng ngày chúng ta sống chúng ta không tốt với nhau mỗi ngày đi? Là mình tặng quà sinh nhật cho người đó mỗi ngày đó. Bởi vì nhật là cái ngày, sinh là sống. Nếu mà ngày đó họ sống mà mình làm cho họ vui vẻ là sinh nhật của họ rồi. Chứ tại sao phải đợi tới một cái ngày đó họ, ngày mà ngày đúng họ ra đời bắt đầu mua hoa tặng, ngày thường đánh đập chửi bới ổn tỏi. Như vậy thì mình thiếu cái gọi là thực tế. Cũng như thế, còn sống hãy cúng nhau đi. Hãy cúng nhau. Ví dụ cúng bằng cách nào? Nụ cười, lời nói, biết bao nhiêu cách để chúng ta đãi ngộ nhau khi còn sống. Nhưng mà khi chúng ta mất rồi, bởi vì cái cơ hội quên người đó dễ lắm. Một năm sau là đã quên, hai năm quên, ba năm quên. Cho nên ông bà tổ tiên của phương Đông là duy trì ngày mất để con cháu đừng quên tội, quên nguồn. Cúng ông bà vào cái ngày mất đó. Còn phương tiện cúng bất cứ giờ nào quý vị có được. Thậm chí không cần phải một mâm cơm. Khả năng mình cúng cái gì có. Cách đây không lâu, Pháp Hòa mới gọi qua thầy Nguyễn Nguyện. Hỏi thầy ơi, chương trình thế này thế kia, hỏi thầy. Thầy mới nói, thầy nghe thầy lục lục, hỏi thầy làm gì? Tôi đang nấu bún riêu. Hỏi thầy nấu bún riêu làm gì? Bữa nay ông bạn tôi ở Việt Nam mất. Cũng một vị thượng tọa mất, mà tôi nhớ tới thầy, biết được ngày mất của thầy. Thôi thì sẵn chiều nay mình nấu bún mình ăn, cúng cho thầy. Đâu phải cúng phải cần ba chén cơm. Ví dụ như giờ anh đến Mỹ mình ra AW mua cái burger chay cúng cũng được. Cái cúng đó chỉ là một hình thức biểu tượng để chúng ta nhớ nghĩ, chứ không có cái vấn đề gì trở ngại hết. Cho nên mình đừng có bị bất cứ một cái hình, một cái quan niệm nào mà nó không có lý lẽ. Trời ơi, sống khuya còn lục chén lục nồi ăn nữa mà chết không cho cúng chiều. Ăn buổi tươi, sống ăn ngày 4-5 cử, chưa nói là ăn la rai. Cho nên không có, đừng có sợ mấy chuyện. Tất cả những sự cúng kiến đều là một biểu tượng nhớ nghĩ. Bây giờ ví dụ như quý vị thấy mình cúng người đó có ăn gì đâu, cho nên nhiều khi Pháp Hòa chọc đó, đem thức ăn ra cái từ chấm ăn của nó ăn đi, lúc nó con nóng cho mai muốn ăn nguội á. Ăn nguội là ăn nhau, lên bàn thờ rồi ta để nguội ngắt. Ăn lúc còn nóng đi chứ mai mốt ăn nguội á. Cho nên là tất cả những cái quan niệm như vậy thì chúng ta nhận biết rằng nó không có phù hợp với cái đạo lý. Và đồng thời sự cúng kiến là truyền thống của Á Đông, của người Việt Nam, của văn hóa người Việt, chứ không có phải nó xuất phát từ đạo Phật. Nhưng mà khi tại sao chúng ta nói cúng kính thì chúng ta lại nghĩ đến đạo Phật?
Bởi vì đạo Phật hội nhập được với cái văn hóa đó, và ngày nay nó là một phần của đạo Phật. Và khi nói tới cúng kiến thì người ta nghĩ đến cái đạo Phật. Đạo Phật đi đến quốc gia nào, những cái truyền thống cao đẹp nào của đất nước đó, đạo Phật hội nhập được hết. Đạo Phật đi được song hành với văn hóa, với dân tộc, với truyền thống đó, chứ không có gì trở ngại. Đó là câu hỏi về cúng kiến. Câu hỏi thứ hai là gì? Câu hỏi thứ hai là sát sanh. Cái giết nhện, giết mũi, giết khóe là có phạm tội không? Là chúng là khi chúng ta thọ giới đó, giới sát sinh nó cũng mấy tầng. Thí dụ như cái quan trọng nhất là chúng ta đừng giết người. Rồi từ từ chúng ta mới tập lớn hơn là chúng ta không giết những con vật như gà, vịt, bò, trâu. Rồi xa nữa chúng ta mới không giết mùi rủi, mũi ruồi. Thì thí dụ như bây giờ mình không có giết con ruồi, mình nói là nó gây hại đến con người. Thật ra thì mình cũng có một cách khác, như là mình bắt con ruồi để mình thả nó ra ngoài. Tức là thật sự chúng ta có giết, không có ông nào rảnh đâu mà bắt tội mình hết đó. Nhưng mà khi chúng ta hành động đập những con ruồi, con muỗi như vậy đó, nó lâu ngày nó trở thành tổn thương cái lòng từ trong ta. Và chúng ta trở thành một tập nghiệp là hễ thấy con gì là giết con đó. Lâu ngày cái tánh hung dữ mình nó đi theo đó thôi. Chứ không có ông nào mà rảnh mà ngồi nó đếm coi nó năm nay giết mấy con ruồi, mấy con muỗi để bắt tội. Không có ông nào ngồi nó bắt tội mình hết. Nhưng mà ở đây cái chữ tội mà nhà Phật muốn nói đó chính là tổn thương. Chúng ta sống trong giày vò, trong đau khổ. Ví dụ như mình mắng một người kia, ai bắt tội mình? Ông nào bắt rồi đó. Nhưng mà mình nói như vậy nó tổn thương cái từ bi ở nơi cửa miệng của mình. Từ bi nó thể hiện trên lời nói, nó thể hiện trên hành động, nó thể hiện ở cái tâm. Bởi vì tâm từ bi là lưu xuất ra lời nói, lưu xuất ra việc làm. Cho nên khi chúng ta làm việc gì thì chúng ta luôn luôn nghĩ rằng cái gì mà trong khả năng chúng ta làm được, chúng ta nên làm để nó tránh đi. Vậy thế thì tại sao cái giới thứ năm là uống rượu, hút thuốc cũng cấm? Đó là quyền tự do của người ta mà tại sao cấm? Rồi họ hút thuốc uống rượu có tội không? Có tội gì hết. Nhưng mà nếu có lỗi là anh có lỗi với cha mẹ, vì cha mẹ cho anh một thân thể khỏe mạnh nhưng anh không giữ được thân thể đó. Cái lá phổi nó đang sống tốt để nó làm cho anh được hạnh phúc, sống dai, sống khỏe. Mà nỡ lòng nào anh đem bao nhiêu độc tố vô, anh cho lá phổi mình nó tiếp nhận cái đó. Như vậy một mặt thì người ta quá tốt với mình, người ta sống lành thiện cho mình, nhưng mình đem bao nhiêu độc tố vô hại cái lá phổi đó. Như vậy có lỗi là lỗi với bản thân, lỗi với cái lá phổi của mình. Vì vậy cho nên cái giới thứ năm là cái ý thức chánh niệm về sự tiêu thụ mỗi ngày, để chúng ta không làm tổn hại đến mình, đến người thôi. Chánh niệm về ăn uống tiêu thụ để đừng hại thân và hại tâm của mình. Thì ở đây giới sát sanh cũng vậy, hay là trộm cắp, bất cứ giới gì, không có một người nào ngồi đó bắt tội mình chuyện gì cả. Nhưng khi chúng ta làm một việc gì lâu ngày nó thành cái nghiệp thì nó sẽ dở đi mình. Mình sống rất là dở với cái nghiệp đó. Ví dụ quý vị thấy một đứa nhỏ nó lẩm đẩm vậy đó, mà nó thấy con kiến đang bò nó chạy tới nó đạp. Rồi lúc mình thấy có con nít mà nó vậy cái mình vỗ tay, con giỏi quá, rượt rượt lẹ con, nó chạy ngã đây nè. Mình đâu có biết là mình đang hướng dẫn một đứa nhỏ đang sống bằng một cái tâm niệm của bạo động, của violence. Con kiến nó đang chạy vậy mà nó giết à? Thì bây giờ thí dụ mình hướng dẫn cho con,
kệ nó cho nó chạy. Thì là mình ngăn chặn cái tập nghiệp đó ngay từ khi nó còn nhỏ, cũng như chúng ta đây thôi. Cho nên ruồi hay là muỗi hay gì đó, trong khả năng mình đưa nó ra ngoài được, mình được. Con muỗi quý vị không đập nó cũng sống được mấy ngày, 7 ngày thôi là nó phải chết thôi. Thành thử ra mà bây giờ mình so với cái thân thể của mình với một con muỗi mà nó chích mình cái, nó đau, mình tức cái đau chứ mình phải tiết cái máu. Đau quá chịu không nổi, cái lỡ quơ tay nó cũng chết. Thành thử ra ở đây thì Pháp Hòa chỉ muốn giải thích là mình có rô vàng cái lý do, nhưng mà nhớ là cái gì trong khả năng mình xả được thì mình nên làm để mình tránh đi thành cái tập nghiệp vậy thôi. Câu hỏi tiếp theo, chúng con thường nghe quý thầy dạy rằng tội lớn nhất là tội phá hoa bạch tăng. Như vậy trong tội phá hoa bạch tăng có tội nói xấu vị xuất gia không? Tức là ở đây nói là trong những cái tội lớn thì trong những cái tội mà đọ vô gián thiên mục thì có tội làm một Phật để máu giết Phật rồi phá hoa bạch tăng, thì cái tội trong cái tội phá hoa bạch tăng đó có cái tội nói xấu vị xuất gia hay không? Nên đại chúng là ở trong năm cái tội lớn gọi là ngũ nghịch, thì cái tội cuối cùng là mình phá đi cái sự hòa hợp của tăng. Mà nói gần thì các vị, nói rõ thì các vị xuất gia, nói chung là cả cộng đồng. Mặc dù mình nói xấu một vị tăng, trước hết là nó nằm ở trong cái phạm vi Bồ Tát giới. Một người đã thọ Bồ Tát giới rồi thì không nói lỗi của tứ chúng. Tứ chúng là gồm có tỳ kheo ni, tỳ kheo tăng, cư sĩ nam, cư sĩ nữ. Tại vì bốn chúng đó là bốn chúng mà gây tín tâm cho đại chúng. Cho nên khi chúng ta nói xấu một vị nào, mặc dù không chính thức là phá hòa hợp, nhưng mà nó một phần. Ví dụ mình đi nói về một vị đó mà có thể mình chưa có chính thức, mình chỉ nghe người khác nói lại, hoặc là cái mình nhận đó chỉ là qua cái nghi ngờ phán đoán của mình, rồi mình đi nói những cái điều đó để cho sự mít lòng giữa hai vị đó, cũng là một hình thức phán. Mình nói mình không có cái ý, nhưng mà mình nói xấu vị này thì tức là nó có cái ranh giới giữa vị này với vị kia. Cho nên là nói vậy rồi mình sẽ đặt một câu hỏi nữa là không lẽ cái vị nó có lỗi tôi cũng được nói. Nếu như mà mình nói thì nó phải ở cái phạm vi là mình nói cách nào. Nếu mình trực tiếp mình gặp vị đó, thưa thầy, trước hết con xin sám hối, con muốn thưa việc này con nghe người ta nói như vậy, thì con muốn trình cho thầy biết để thầy kịp thời thầy ứng xử và thầy giải quyết, thí dụ vậy. Trực tiếp chứ không nói với người khác. Bởi vì sao? Mình nói với người khác mình làm tổn cái tính tâm của họ. Hoặc là nếu họ là người chấp, họ chưa đủ tuệ giác để phân minh, thì mình có cái lỗi là tổn hại thêm một người, và trong khi đó mình cũng chưa xác định. Cho nên ở đây cái vấn đề là, đó là mình nói theo cái phạm vi gọi là mình đóng góp. Còn nếu mà nói hơn nữa là gì? Tăng là có chư tăng sự, mình không cần phải nói, chư tăng tự nhận biết cái đó, rồi các vị lớn hơn sẽ làm việc với cái vị nhỏ hơn. Tại vì ở đâu nó cũng có những cái luật lệ, nếu tăng nó có luật của tăng thì chư tăng sẽ là những người giải quyết trong nội bộ với nhau. Còn nếu là mình là Phật tử tín tâm thuần thành, thấy nghe điều gì đó trực tiếp thưa, và trước khi mình thưa gửi điều gì thì mình chấp tay sám hối trước. Thưa đại chúng, ở Việt Nam đó, có một vị cư sĩ là bác sĩ. Ông này tên là Tâm Minh Lê Đình Thám. Tên của ông là Lê Đình Thám, là một bác sĩ học ở phương Tây về.
Một hôm ông ghé một ngôi chùa, ông đọc một bài kệ trong Kinh Kim Cang và ông ngộ đạo. Ngộ nghĩa là ông nhận biết được cái cao siêu của đạo Phật. Cho nên ông mới đi quy y với pháp danh là Tâm Minh. Và ông đã hợp tác với chư hòa thượng để mở những trường Phật học đầu tiên vào những năm đó. Thì chư hòa thượng mời ông vô trường Phật học dạy những bộ môn thế học. Bởi vì ngày xưa chư tăng không có ra ngoài học, học ở trong trường Phật giáo thôi, rồi quý hòa thượng dạy giáo lý, mời các vị cư sĩ học giả vô để mà dạy, ví dụ như dạy tiếng Anh, dạy tiếng Pháp, dạy toán, dạy lý gì đó. Thì cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám trước khi bước lên bục giảng, ông đứng ra chư tăng, ông đảnh lễ chư tăng ba lễ. Đảnh lễ chư tăng ba lễ là trên pháp giáo lý đạo Pháp, con là hàng đệ tử, tất cả chư vị ngồi đây là chư tăng, những vị tinh thần, những người thầy của chúng con. Nhưng mà chút xíu nữa đây con phải bước lên cái bục giảng này để con làm thầy quý vị về một môn nào đó. Cho nên con xin đảnh lễ sám hối với quý thầy. Cho nên cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám bước ra đảnh lễ chư tăng ba lễ rồi ông bước lên bục giảng. Nhưng lúc đó ông cầm bảng lên, ông làm thầy giáo đó. Nhưng mà trước khi thể hiện thầy giáo, con là cư sĩ, là Phật tử. Thành thử ra có một vị mới nói đời này mà kiếm một cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám không phải dễ. Vậy thì tại sao chúng ta thọ tại gia Bồ Tát giới? Đâu phải để cho chúng ta hô hào, gọi là cái ngã của mình cho nó thật là cao, tôi đây là Bồ Tát giới tại gia. Mà chính Bồ Tát giới tại gia thọ giới như vậy đó, nhưng mà thu mình nhỏ, thật là nhỏ với tất cả chúng sanh. Bởi vì tinh thần của Bồ Tát là gì? Nhường cái tốt cho người, nhận cái gọi là xấu khổ về mình. Cho nên thưa đại chúng, một cái cây lúa mà nó càng chín, cái đầu của nó càng nặng. Quý vị nhìn những cây lúa, chùm lúa mà nó càng cao, nó càng chín là cái đầu nó mọc xuống như này. Để biểu tộ rằng tuy nó đã là chín cây nhưng mà khiêm cung lúc nào cũng có. Quý vị nhìn cây trúc coi, trúc là thẳng, ruột trống, người cây trúc nó thẳng, tượng trưng cho quân tử. Cây trúc là tượng trưng cho quân tử. Cái lá trúc á, nó mọc thẳng vậy nè, nhưng khi mà gió thổi á, là lá trúc nó phất phơ vậy nè, nó cúi đầu nó chào. Cho nên thường người xưa hay lấy cây trúc biểu tượng quân tử, nhưng mà vẫn giữ lễ, biểu tượng qua cây trúc. Cây mai nó rất đẹp, mai rất đẹp, nhưng mà nở ở mùa đông lạnh. Sang trọng như cây mai, quý phái như cây mai, nhưng mà hoa mai không bao giờ mọc ở đầu. Hoa mai luôn mọc ở bên hông, cái nhánh thôi. Mai mốt quý vị đi tìm cây mai, quý vị thấy mai mọc bên. Cho nên Tết mà chùa mà kết hoa mai giả để trong chính điện, người mà biết cách mọc mai, ta không bao giờ kết ngay cái đầu. Mai đâu có mọc đi đâu. Kết bên hông, ở trên đầu những cái chùm nụ. Cây mai, cây trúc, cây thông là ba người bạn với nhau. Chúng ta gọi là giá hàng tam hữu. Chứ không phải là Bồ Tát giới là để thọ giới đó để tôi luôn luôn tôi ngồi trên. Không phải tôi luôn luôn ăn đồ cúng Phật thôi, còn đồ cúng vong tôi không ăn. Tại vì tôi Bồ Tát, tôi ăn vậy vong tổn phước. Cho nên thọ giới để tu, chứ không phải thọ giới để mình ngồi ở trên một cái chỗ. Kính bạch thầy, xin thầy giảng đáp thập loại chúng sanh là những loại chúng sanh nào? Thật ra thập loại của bộ, nhưng mà là thập loại chúng sanh.
nhưng mà cái vị cũng lộ. À, chúng sanh thì vô lượng vô số loại, mà sao chỉ nói có 10 loại? Con xin cảm ơn thầy A Di Đà Phật. Thưa đại chúng, là chúng sanh thì có vô số, cũng như chúng ta nói đến các vị cô hồn. Ở đây thì nói là thập loại đó, là bởi vì những loài này nó gần gũi với mình nhất. Ví dụ như vua chúa chết lâu và không ai thờ cúng nữa hết cũng thành cô hồn, đó là một loại. Các bà phi vợ của vua cũng là một loại. Những người thiếu nữ mang thai trong khi sanh sản chết, oan ức còn tức tưởi chưa siêu thoát là một loại. Những người đi buôn bán dọc đường bị chìm ghe, chìm xuồng, bị xe cổ tai nạn chết thành một loại. Những người đi thi cử đỗ đạt chưa rồi, trên đường về trúng độc trúng gió chết, một loại. Những người đi vào rừng bị cọp, bị rắn rít, bị những con vật giữ nó giết hại, một loại. Thậm chí người tu mà không đúng với những cái điều giới luật có thể chết thành một loại cô hồn. Cho nên ở đây thì dĩ nhiên là chúng sanh nhiều thì cô hồn nhiều loại, nhưng chúng ta nói ra một số loại cô hồn gần gũi với chúng ta nhất. Vì khi cúng chẳng tế, cúng tế là để thể hiện lòng từ bi đến cho mọi loài âm linh, trong đó có cha mẹ của chúng ta nữa nha, những người thân kẻ oán của chúng ta nữa nha. Cho nên khi cúng như vậy, thứ nhất là để gọi là siêu độ cho những loài đã quá vãng, cũng đồng thời xoa dịu an ủi những người thân. Ví dụ cái người đó đi vượt biên chết ngoài biển, vượt sông, vượt biển, vượt rừng, vượt núi chết, trong những trường hợp đó thành một loại cô hồn. Bây giờ mình có người thân đi vượt biên mất, mình đau khổ lắm, mình không biết người đó đang ở đâu. Có đàn chẳng tế, mình ghi tên những người đó, và với cái tâm lý là hôm nay người thân mình được đọc tên cầu siêu, được đưa vô chùa để quy y cúng tế cho họ, được họ no đủ. Vậy thì cái hình ảnh chỉnh tế đó, cái hình thức siêu độ đó, siêu cho người mất, an ủi tâm linh của người sống. Cho nên trường hợp đó gọi là gì? Âm siêu dương thới. Vì tâm lý mình đau khổ là người thân mình mất, chưa được có nơi chốn thờ tự đàng hoàng, hôm nay nhờ chư tăng dùng bạo lực tu hành, dùng lời kinh tiếng kệ siêu độ cho người mất, tâm lý mình rất an ổn. Mình, người thân mình hôm nay đã được gửi gắm vào. Cho nên cái hình ảnh cúng cầu siêu đó độ cho người mất mà an ủi những tâm hồn khổ đau của người sống cũng khá nhiều. Cho nên nói thập loại là nói những, thật ra nói tới 12 loại, 36 loại. Nhưng mà nói chung chung, nói gọn gãy, gom lại, có những loại chúng ta gom vô chung là một. Cho nên cái văn tế thập loại chúng sinh của cụ Nguyễn Du đó, đây là hỏi văn tế thập loại chúng sinh của cụ Nguyễn Du đó. Chứ còn trong đàn chẩn tế là ngoài 10 loại, người ta còn kêu gọi tới 12 loại. Những ông đạo sĩ luyện đơn chế thuốc, mà thuốc tiên chưa có, mà tới vô thường nó tới, rồi quốc ức chết cũng thành cô hồn. Cho nên khi mà các vị thầy cô mà ngồi đàn chẩn tế đó, bưng mỗi một cái mà kêu gọi từng cái loại cô hồn,
trở về đàn tràng này để nghe kinh thính pháp. Quý vị nghe rõ chưa? Là một cố gắng của tôi mình để có biết sau khi chết nó thành bộ hồn gây mất công hay bị kêu về. Còn bốn câu hỏi nữa thì sau cái bốn câu hỏi này là xin một cần sư nam một cần sư nữ hát cúng dường thượng tọa pháp hòa và đại chúng ở đây. Thì quý vị nào mà có giọng hát hay tròn trịa và pháp bồ đề tâm thì xin quý vị pháp bồ đề tâm lại thấy được một vị nam một vị nữ mà thôi. Dạ không, thầy đâu cũng chưa được. Xin thầy hoan hỷ từ bi giải thích cho con câu đem con ra biển hai chết mà đặt trên bờ Ba Đức A Di Đà Phật trong cuốn kinh Sám Pháp Diệt Sư. Thưa đại chúng, ở trong Sám Pháp Dược Sư đó, quyển thứ hai có một cái câu là xin đưa con ra khỏi biển hai chết mà đặt lên trên bờ Ba Đức. Đây là cái bản dịch của ngài Hòa Thượng Trí Quang. Trước hết đó là chúng ta nói về Sám Pháp Dược Sư là một quyển sám pháp do chư tổ soạn, dựa theo quyển kinh Dược Sư soạn thành một quyển sám pháp để chúng ta vừa sám hối vừa cầu an cho mình, cho người thân. Những gì mà quý vị nghe có cái chữ sám pháp ở trong đó, đó là quý vị chắc chắn một điều rằng đây là do chư tổ soạn chứ không phải Phật nói. Nhưng mà soạn có căn cứ, soạn là dựa theo kinh mà soạn chứ không phải rồi thêm thắt ý tứ để cho bản kinh, bản văn đó nó trọn vẹn. Thì ở trong đó có câu vậy. Vậy thì khi mà nói rằng xin cô cho con ra khỏi biển hai chết là gì? Cái đó gọi là hai cái loại chết. Mỗi người chúng ta ai cũng có hai cái chết. Một ngày nào đó mình nhắm mắt ngây đơ hết thở, cái đó gọi là nhất kỳ sanh tử. Nhất kỳ sanh tử nghĩa là chúng ta sẽ chết, cái chết đó sẽ có ngày đến. Rồi chúng ta có một cái chết thứ hai, đó là chúng ta thay đổi cách sống của mình từ dở trở nên tốt, cũng là một loại chết. Ví dụ như hồi đó Pháp Hòa ăn cắp, giờ tỉnh táo rồi không dám ăn cắp nữa. Ông có phải là hoàng cấp không? Nó dạ hoàng cấp chết rồi. Đó. Thành thử ra cái đó gọi là biến dịch. Biến là mình, dịch là mình dời đi. Con người mình ai cũng phải cần có cái chết đó. Nhưng mà còn cái chết mà một ngày nào đó mình nằm đơ, mình không che, mình không thở nữa chết là cái này sẽ có. Nhưng mà đợi tới ngày đó không biết chừng nào. Nhưng mà ngay cuộc sống này chúng ta có những cái mà chúng ta dở, chúng ta nên bỏ cái đó đi để làm một con người mới. Còn Ba Đức á, trong cái bài cúng mà quý vị hay nghe đó, Tam Đức Lục Vị đó, Trí Đức, Đoạn Đức, Ân Đức. Ví dụ như mình nhận ân đức của Phật, nhận nhiều không? Nhiều lắm. Phật cho mình giáo pháp, ân đức luôn. Cho giáo pháp để làm gì? Để chúng ta tu tập đoạn phiền não. Đó là cái đức của khi chúng ta có đoạn phiền não. Không qua ví dụ vậy nè. Mình sống mình rất là nhiều những hờn giận. Phật cho mình một bài pháp chuyển hóa phiền giận bằng cách là biết quán chiếu tư duy vô thường, sống nay chết mai nè, giận hoài đi cho nó lỗ. Ví dụ thì mình nhận ra đấy, và mình nhận ra được, mình ghi nhận cái đó gọi là ân đức.
cái đức của người biết ơn và cái đức của cái người có khả năng đoạn những phiền não để đưa mình tới cái chỗ giải thoát, giác ngộ, không còn khổ đau. Cái đó gọi là ba đức. Đọc lại ba đức ha. Trí tuệ đức, có khi đọc là bát nhã đức. Đoạn đức là giải thoát đức và ân đức. Ba cái đức đó mỗi người chúng ta nên có. Cái đức nhớ ơn, cái đức đoạn những khổ đau phiền não để đưa mình có được cái đức thứ ba nữa là gì? Giải thoát hay là trí tuệ. Ba đức. Vậy thì trong cái sám pháp dược sư, để chúng ta, chúng con xin tu tập và vượt khỏi những cái khổ đau của sanh tử, để chúng con nhận được, sống được bằng ba cái đức này. Hay nói cách khác, nhờ Phật mà chúng con thấy rõ được hai thứ sanh tử, để chúng con nhẹ nhàng với nó. Vậy thôi. Truyền đã thấy mong mệt chưa? Giờ không, bây giờ có câu hỏi để thầy nè. Thành như cái chữ này sao mà biết giữ nhiều câu hỏi lắm ha. Đó, cái này chữ. Kính bạch thầy, con lập bàn thờ Phật ở nhà. Người bạn con nói là phải để bình hoa phía đông, dĩa trái cây hướng tây, đông bình tây quả. Bàn thờ nhà con quấy mặt về hướng đông, nên con không phải biết đặt hoa quả bên nào. Thưa đại chúng, là như hồi nãy chúng ta, hồi sáng chúng ta có nói đó, chúng ta làm cái gì chúng ta đều có, nếu mà đã có cái lòng kính trọng thì chúng ta luôn luôn có một hình thức nào đó để bày tỏ. Nhưng mà nó tùy theo mỗi hoàn cảnh để chúng ta bày tỏ cái lòng cung kính của chúng ta. Người ta quy định là đông bình tây quả, đó là cái người thế gian người ta nói cái bàn thờ mình lập, bởi vì luôn luôn là mình thường là tại vì cái phía đông, phải không, đối với phía tây, đông với tây, rồi thì cái mặt bàn thờ nó xây về hướng gì? Hướng nam, hướng bắc. Đó là bởi vì người xưa quan niệm hướng nam là hướng trí tuệ, cho nên khi lập bàn thờ hướng nam. Đó là một quy định tạm thời, chứ đừng nghe vậy rồi về đổi bàn thờ hết. Cái đó nó vượt ngoài cái, nó không phải chính yếu của đạo Phật. Đạo Phật không bày chuyện đó. Đạo Phật không bày chuyện đó. Mình thờ Phật chỗ nào mà sáng sủa, trang nghiêm ở trong nhà mình. Ví dụ thôi, bây giờ quy định cái điều đó mà lại cái chỗ Phật nó xây về cái chỗ để giày dép, hay xây vô một cái cửa phòng, hay xây vô một cái phòng vệ sinh vân vân, nó đâu có make sense, nó đâu có hợp lý, nó đâu có đúng. Thế thì chúng ta cứ xây cái bàn thờ ở cái hướng nào đó mà sáng sủa khả dĩ nhất trong nhà mình, rồi thì hai cái món đó nó cứ nằm hai bên là được rồi. Vì đó là một biểu tượng thôi. Bên này là dĩa trái, bên này là bình hoa là tượng trưng cho nhân, bên này dĩa trái cây là tượng trưng cho quả. Hai cái món đó để hai bên là tượng trưng cho nhân quả. Cái mà chúng ta cần nhận biết đó là ý nghĩa của hai món đó trên bàn thờ để làm gì? Để nhắc nhở chúng ta về đạo lý nhân quả, về đạo lý vô thường. Hoa là vô thường, hoa còn tượng trưng cho vô thường. Đấy. Đẹp, tươi, rồi một ngày nào đó cũng khô héo. Còn trái cây á, khi mua là lựa tốt, trưng cho cao,
tượng trưng cho chọn những cái quả lành chúng ta làm, vun bồi nó lên cho cao. Cho nên nhớ khi trưng trái cây á, tùy theo bao nhiêu trái mà tìm một cái dĩa cho nó phù hợp. Thí dụ như 4 trái thì kiếm cái dĩa nhỏ nhỏ đôi với dưới 3 trái trên này trái cho nó cao lên. Đi kiếm cái dĩa thượng tổ bố về để lè phè lăn tới lăn lui vậy. Thì nhìn lên cái bàn thờ nó không trang nghiêm là một, mà hơn nữa nó không nói lên cái ý nghĩa. Tại sao trong chùa cứ đôn trái cây cho cao lên? Đó là vun đắp cái quả lành mỗi ngày mỗi cao. Đó là ý nghĩa cúng trái cây, cúng hoa. Còn nếu mà giờ như cái cô đó cũng nói là bàn thờ cổ đã xây hướng đông rồi, giờ bình đây bình mà để đông nữa để ngay đông, để ngay mặt Phật. Kinh Địa Tạng nói không, người nào mà không nhớ gì hết, quán hình ảnh địa đảnh lễ Địa Tạng trong hôm mốt ngày, bưng nước uống, khi nước vào miệng xây mặt về hướng nam, nhớ không? Đó. Xây mặt vào hướng nam, đó là đảnh lễ Địa Tạng là gì? Bởi vì Địa Tạng là trở về với tâm mình sống, mà mình trở về được với cái tâm mình không còn lăng xăng đâu hết, thì biết gạn lọc cái tâm đó thì dĩ nhiên mình phải nhớ hơn là mình quên. Sở dĩ mình hay kinh thì không nhớ câu nào hết, mà ai mắng mình câu là nhớ mãi không bao giờ quên. Tại vì mình luôn luôn mình sống gì, mình luôn luôn là bỏ cái chơn mà sống với cái vọng. Bỏ cho nên trong cái bài lục sám hối sáu căn của ngài Trần Thái Tông đó, lầm hoa giả mà quên trăng thật, yêu ghét rồi nổi dậy tranh giành. Đây là hoa nhưng mà thật chất nó vẫn là giả, tại vì nó thay đổi. Còn trăng thật là mãi sáng, chỉ chẳng qua lâu lâu mây che thì gọi là không có trăng, chứ thật sự trăng không lặn bao giờ. Chỉ chẳng qua là, cho nên trăng là tượng trưng cho tâm của mình. Còn lâu lâu á, bị gì che là nghiệp, nghiệp là mây, mà hãy nghiệp mà tan thì trắng, trắng sáng, vậy thôi. Thầy con xin tiếp tục một cái câu này chút là, bây giờ đông bình tây quả thì mình cũng khó nhớ, thầy cứ phải bình trái quả đi, thầy phải nhìn vô bình trái là gì lấy cây là xong. Mình cứ nhớ vậy, đông bình tây quả, cái nhiều lúc mình quên đi. Giờ cứ nhìn vô hoàn tập thì phía phải là đường bom, phía trái là dĩ trái cây. Kính thưa quý vị, có một câu hỏi tiếp tục của sáng viên, cái người này mà biết nhiều chữ thế nào? Tại có một cái nét chữ. Bạch Thầy, trong kinh Pháp Hoa Phẩm Phương Tiện được Phật dạy, nhận đến lòng tự dở, nhóm các thành tháp Phật. Những hạng người như thế đều đã thành Phật đạo. Thành Phật đạo không phải là thành Phật không thầy, mà nếu đã thành Phật rồi sao trở lại làm chúng sanh? Xin thầy giảng cho Phật tử rõ. Con xin cảm ơn thầy. Ngày bữa nay vô tới kinh Pháp Hoa. Thưa đại chúng, là cái câu đó nó nằm ở trong kinh Pháp Hoa Phẩm Phương Tiện thứ hai. Thì trong đó có cái câu là như có người đi vào trong tháp miếu mà loạn tâm, thấy không? Mà người đó trong giây phút xưng Nam Mô Phật, người đó cũng có thể thành Phật. Thậm chí những đứa nhỏ nó chơi giỡn, nó lấy cát nó xây thành tháp miếu chùa chiền, nó cũng thành Phật, gọi là thành Phật đạo. Thì câu hỏi trong đó là tại sao người làm như vậy mà thành Phật đạo? Mà nếu mà thành Phật thì có phải thành Phật không? Mà nếu thành Phật rồi tại sao còn làm chúng sanh? Trước hết á, là chúng ta phải thấy rằng á, cái người mà làm được một đứa con nít mà nó chơi, nó giỡn, mà nó biết lấy cát, nó nắng thành chùa, chiền, tháp miếu, thì mình nhận ra đứa nhỏ đó có gì? Có Phật tánh. Nó chủng tử thiện nó đã có rồi. Mà cái người mà sống được với cái chủng thiện Phật tánh rồi
thì cho dù người đó làm việc gì nó cũng không ngoài thiện pháp. Vậy thì nó thành Phật đạo chưa? Nó thành cái đạo lý của giác ngộ, của giải thoát. Chứ đừng có làm thành Phật nghĩa là biến mình thành một cái ông gì đó có quyền năng, có pháp thuật, không phải. Thành Phật nghĩa là tâm họ hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát, không còn. Tức là cái đứa nhỏ đó, tại sao nó không nắng cái gì? Ví dụ nó có đất sét, nó không nắng cây súng, nó nắng chiếc xe, nó nắng cái nhà, nó lại nắng chùa, nắng tháp. Vậy thì đứa nhỏ này nó đã có thiện tánh chủng tử. Mà thiện tánh chủng tử nó hướng về đó thì nó đi trên con đường Phật đạo. Hồi nhỏ đó, hôm qua đi chơi với mấy đứa trong xóm đó, thấy ai mà người ta đào đào đất để người ta làm đường, đặt ống cống, đặt ống nước, là mấy đứa nhỏ phu bù lại, bắt đầu trong miền Tây gọi là bóp đất sét, đem đất sét về cái mấy đứa nó nắng này kia. Cái pháo quà nắng chiếc chân đèn, nắng ông Phật, đặc biệt là nắng cái quan tài để dành chôn với con dế, với con thằng lằn, rồi để vô chiếc xe, rồi tụng kinh đưa đám cho nó. Từ nhỏ là mình cứ chơi như vậy. Mấy đứa nhỏ nào mà nó đá dế mà con dế nó bị chết rồi, nói mày cho tao, tao đi chôn nó. Rồi nhỏ đi chôn nó, rồi tụng chú vãng sanh đem ra công viên chôn. Mà mấy đứa nhỏ chơi với Pháp Hòa là nó cũng cùng kiểu chơi vậy. Thì thưa đại chúng là cái phẩm phương tiện, tức là nói đến những cái phương tiện để chúng ta hướng tới Phật đạo. Cho nên thí dụ một đứa nhỏ đó, nó nói má con muốn ăn chay. Nhỏ biết cái gì mà ăn chay, ăn mất sức lắm, mày lớn nó nhậu không. Giờ mình kêu ăn chay đi con, hỏi không có chay đạt gì hết á. Thấy chưa? Hồi nhỏ nó không biết gì, nó hướng cái tâm một ngày chay, sao mình không phương tiện cho nó ăn. Nó đang còn sống bằng cái chủng tử thiện của nó, rồi sao chúng ta không hướng? Như vậy thì quý vị nhớ là ngay cả Đức Thích Ca Mâu Ni, Đức Thế Tôn của chúng ta, Ngài thành Phật là thành cái tâm tư giác ngộ của Ngài, chứ đâu phải là Ngài biến thành bình đồng gia sắc gì mà không già không chết, phải không? Cho nên Ngài vẫn bệnh rồi vẫn mất như bao nhiêu con người khác. Cho nên đừng có lầm thành Phật rồi cái là mình thành một cái ông gì đó đặc biệt lắm, bay bay nhảy nhảy, rồi chỉ cái đèn nó phật lên, ôi bây giờ khỏi cần Alexa. Alexa turn off the lights, nó lên liền, bỏ mấy trăm đồng mua bộ để về gắn đầy nhà. Đúng 12 giờ khuya set up nó vẫn tắt như thường. Giờ đâu cần làm gì cũng có thần thông như thường vậy. Đó. Thành thử ra thưa đại chúng là thành Phật là tâm mình giác ngộ, chứ không phải là một cái tướng trạng gì đó, mà một cái thân tướng nào đó mà như chúng ta hiểu lầm. Và ở trong cái kinh Pháp Hoa cái chỗ đó, tóm lại muốn nói gì? Nghĩa là một đứa nhỏ, hay thậm chí một người đi vào trong chùa tháp bằng cả cái tâm loạn, người nào đang loạn tâm đi vào trong chùa tháp, thấy không? Mà một lần xưng Nam Mô Phật, người đó cũng thành Phật. Vậy thì thành Phật là người đó trở về được với cái đạo lý của giác ngộ giải thoát. Hay nói cách khác là nếu mình muốn phân tích thành Phật là thành con đường thôi, còn phải tu nữa để thành Phật. Nhưng mà trên con đường giác ngộ là người đó có. Ví dụ như bây giờ đại chúng ngồi đây nè, mình chưa dám xưng mình là chứng thánh, chứng quả gì cả, nhưng mà tâm mình còn lui sụp trên đường tu nữa không? Không. Mình bây giờ là chứng sơ quả rồi đó. Là gì biết không? À, cái sơ quả của mình là nhập được vào dòng thánh, không còn đi dòng theo cái thế gian thường tình. Thí dụ vậy đó. Cho nên Pháp Hòa xin giải thích sơ chỗ đó cho đại chúng.
theo: Kính thưa Thầy, nếu bố thí cho người sử dụng không đúng pháp, như vậy người bố thí có tội không? A Di Đà Phật. A Di Đà Phật là chất xíu nhanh quá, A Di Đà Phật. Tức là câu hỏi như vậy: nếu bố thí cho người sử dụng không đúng pháp, vậy người bố thí có tội hay không? Trước khi mình bố thí, ví dụ thôi, ví dụ bây giờ mình là cái người đó, nói là tôi đem về tiền về Việt Nam, tôi đi cúng chùa, thì mình nghe cái pháp cúng chùa mình thích, cho nên mình mới ủng hộ vô trong cái công việc cúng chùa, phải không? Mà bây giờ nếu như cái người đó đó, họ không đi cúng chùa, bởi vì khi họ tới đó là chùa đã đầy đủ, nhưng mà bây giờ cái tiền này dư đây, họ có thể họ đi cúng một chùa khác để mà gọi là tiếp tục cái công việc đó, hoặc là ngưng lại họ đi làm từ thiện. Cái đó tuy rằng nó không đúng cái ban đầu, nhưng mà nó vẫn đi vào cái quỹ làm việc chung. Còn cái chuyện mà khi mà mình không biết gì hết, mình nghe người ta làm từ thiện mình đưa, mà giờ người đó hoàn toàn không làm từ thiện, người đó ăn xài cho bản thân họ, thí dụ vậy, thì bây giờ mình phát hiện ra họ làm đúng pháp, vậy thì mình là người cúng, mình đâm rồi, mình xong rồi. Còn cái sử dụng là ở nơi người đã nhận cái tiền đó, họ phạm cái lỗi là họ đã sử dụng tiền mình không đúng vào cái mục tiêu từ thiện bằng hình thức nào cũng được, thì cái đó lỗi của họ, chứ còn mình đã xong, chứ không có lỗi gì. Ví dụ bây giờ nè, có một vị đó mới đem cho Pháp Hòa, ví dụ đem cho Pháp Hòa một cái áo da, da thật á, áo da, quý vị đem, quý vị tặng cho Hòa cái áo da đó, Pháp Hòa đâu có biết là ai, gửi bưu điện tới, ví dụ vậy đi. Thì bây giờ một thầy tu thì không thể mặc cái áo da như vậy được, nhưng mà cũng không dùng thùng rác được. Thôi thì mình đem cái áo đó mình cho lại người khác, tại vì người tu là không xài cái đó. Vậy thì quý vị có lòng tặng cho Pháp Hòa là quý vị xong rồi đó. Còn phần Pháp Hòa, Pháp Hòa sử dụng đúng là không xài cho người khác. Còn nếu Pháp Hòa đem ra mà bán lại thì cái này là sai pháp, vậy thôi. Còn khi mình làm, mình đưa người ta rồi ta không làm, cho dù người ta làm từ thiện, ta cũng chùi, nhưng nó cũng còn trong cái phạm vi gọi là làm thiện, thì điều đó chúng ta trân quý. Còn nếu ngược lại, người đó không làm gì hết mà tự sử dụng cho chính mình, thì lỗi của họ, chứ còn mình đã xong cái phần của mình rồi. Thưa đại chúng, quý vị cứ nghĩ vậy nè, khi mình nghe ở đâu đó có sự kêu gọi ủng hộ, mình cứ gửi cái tâm mình về đó, phải không? Còn cái việc nó đi đâu, mình xong rồi, tâm mình đã có mặt với cái người khổ nạn đó rồi, mình đã có mặt với họ rồi.